Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh đến từ ngón 6. Ngày hôm nay Hùng có việc nên là Hùng sẽ làm bản tin sớm hơn so với thường lệ. Thì kết thúc cái tuần giao dịch, gọi là cái tuần giao dịch đầu tiên cũng là cuối cùng của tháng 12 và mở ra một cái tuần giao dịch mới, thì Hùng đã ra bản tin video số 137, trong đó phân tích và định lượng tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8. Trong đó thì có dự báo các cái mốc mà thị trường hướng đến, VN Index ở vùng 1.120 điểm, VN30 và phái sinh ở vùng 1.095 điểm đến vùng 1.100 điểm. Và tâm điểm của thị trường thì Hùng Lê đã đánh giá trong tuần vừa qua thì các cái mã ngành của cổ phiếu nhóm trụ, sau đó thì sẽ đến nhóm P và nhóm banh và chứng khoán sẽ còn một cái nhịp kéo, và đây là cái nhịp kéo cuối cùng của nhóm banh và chứng khoán về mặt điểm số. Thì đấy là tất cả những cái nhận định về cơ bản về thị trường trong tuần vừa qua. Và chúng ta cũng thấy rằng trong tuần vừa qua thì chỉ số thị trường VN Index của chúng ta cũng đã có một tuần gọi là giao dịch cực kỳ thăng hoa, phải nói là giao dịch cực kỳ thăng hoa, khi mà VN Index đã sừng sững hiên ngang đi từ vùng 1.100 điểm và đến kết tuần ở 1.167 điểm, tức là tăng 67 điểm trong một tuần. Thì đây là một mức tăng rất là kinh khủng luôn. Và rõ ràng một điều là với một cái mức tăng như này thì bản thân Hùng Lê cũng không dự đoán đến một cái lực tăng mạnh như vậy. Mặc dù là trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta đã nói đến rằng dòng trụ, dòng P, banh và chứng khoán sẽ là những cái mã cổ phiếu, sẽ là những cái nhóm ngành mà sẽ kéo điểm số của thị trường lên. Thì tí nữa Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích xem là những cái mã cổ phiếu nào đã đưa cái chỉ số của thị trường nó lên đến một cái mức như vậy. Cùng với đó thì tối ngày 3 tháng 1 để chuẩn bị cho tuần giao dịch mới thì chúng ta cũng đã có những cái đánh giá về chỉ số chứng khoán Dow Jones và Dow Jones F đang vận động ở trên mốc 30.000 điểm, cùng với đó chỉ số S&P trên 3.700. Và chỉ số chứng khoán châu Á thì đã có một tuần giao dịch rất là tích cực, và đây sẽ là các cái yếu tố mang tính chất ổn định về mặt vĩ mô và những cái tâm lý sẽ có những cái tác động hết sức là tích cực lên tâm lý của nhà đầu tư. Còn về đánh giá về giá dầu WTI, tức là cái WTI dầu nhẹ, dầu Brent, nó gặp ở cái vùng kháng cự 50 đô. Tuy nhiên dưới những cái góc độ góc nhìn kỹ thuật của Hùng Lê thì cái câu chuyện là giá dầu gặp kháng cự, cái điều đó nó không ảnh hưởng lớn đến nhóm P. Vì sao? Bởi vì nhóm P đã có một cái thời gian tích lũy rất là dài. Đó, cái đường tích lũy rất là dài, và cái đường tích lũy này đã đủ lớn để bước vào một cái sóng tăng mới và một cái sóng tăng dài của P. Thì đấy là những cái điểm nhấn về nhóm P. Nhóm vàng thì có nói đến, có phân tích thêm vàng. Bây giờ sẽ phân tích thêm vàng ở trên trên team không chat. Cùng với đó thì chúng ta có những cái đánh giá rất là cơ bản đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó thì chúng ta xây dựng lên mốc M8. Cùng với đó là các cái mốc hỗ trợ test trả cung ở mốc M6+5. Đó chính là những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp cho chúng ta phân tích định lượng về xu hướng thị trường trong cái tuần giao dịch từ ngày 4 đến ngày 8. Và kết thúc cái tuần giao dịch cuối cùng của năm 2020 thì Hùng tiếp tục đánh giá bộ 3 chỉ số của VN Index, VN30 và phái sinh đang nằm ở trend long, là trend chủ đạo. Và hiện tại thì kết thúc cái bản giao dịch đó, cái tuần giao dịch đó thì chúng ta chưa nhận thấy rằng, chưa nhận diện thấy cái xu hướng đảo chiều sang một cái pha xu thế đi ngang. Và sau một cái pha xu thế đi ngang thì thị trường lại bước vào một cái pha xu thế sọc, thì cái câu chuyện là chúng ta chưa nhận diện thấy cái câu chuyện là thị trường đảo pha. Và chính vì vậy nên là khuyến nghị tất cả anh em trên team cũng như cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, kênh YouTube chúng ta sẽ tiếp tục cày cuốc để làm ăn. Đó, cái lúc mà thị trường của chúng ta còn trend tăng, đó, còn những cái tín hiệu tích cực thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cổ phiếu, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu sau những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật. Và sau đó tiếp tục đánh giá về việc dòng tiền sẽ tiếp tục kéo các cái trụ cơ bản, ví dụ như là Vinhome, như là Mansan, MVKG, BVH và PNG. Cùng với đó là các cái blue vừa, ví dụ như VRE, Hòa Phát, FPT và G. Thì đấy là các cái mã cổ phiếu blue vừa. Và nhóm xây lắp thì cũng sẽ có một cái sự phân hóa mạnh, và dự báo những cái nhóm vẫn còn có cái dư địa tăng điểm tốt, ví dụ như Hà Đô, Đạt Phương, KDH, DRH.
LCG, EVG và một số các mã cổ phiếu thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết hơn. Cùng với đó thì nhóm P sẽ tiếp tục tăng trend tăng dài để thế chỗ vào nhóm banh và chứng khoán. Và theo dự báo thì nhóm banh và chứng khoán cũng sẽ phân hóa mạnh và còn một cái nhịp kéo. Đó, và các cái mã cổ phiếu nào có động lực kéo thì sẽ được liên tục Hùng cập nhật ở trên team không chat NO02. Đây là cái team mà sẽ tất cả những cái phân tích định lượng của Hùng Lê sẽ làm đây. Cùng với đó thì Hùng đã có chia sẻ ra một số các cái team cộng đồng. Cùng với đó trong một tuần thì chúng ta thấy rằng là một tuần giao dịch rất là nóng của thị trường. Chính vì vậy nên Hùng Lê đã cũng dành rất nhiều những cái đánh giá về các cái mã ngành, ví dụ như nhóm thép cập nhật. Đó, rồi tất cả mã cổ phiếu đẹp ở PVS, nó những cái target mà chúng ta xây dựng, và trong một tuần thì tất cả những cái thông tin này nó là rất nhiều. Và trên cái team không chat NO02 này thì chỉ có Ung Lê được chat ở trên này, và đây nó trở thành một cái thư viện để cho các anh chị có thể tra cứu lại, đó ví dụ như là BVB, có thể tra cứu lại tất cả mọi phân tích của Ung Lê ở trên này. Đúng sai hay đúng rồi tất cả những cái gì nó nằm hết ở trên đấy, và quan điểm của Hùng là gì, nó có thế nào thì chúng ta nói thế đấy. Đó, đó là quan điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view lại toàn bộ tổng quan về tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì trước khi mà đi vào chúng ta view lại thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì nó cũng đang đồng pha. Nó đang đồng pha với cả thị trường chứng khoán Mỹ, với thị trường chứng khoán tất cả mọi thị trường chứng khoán ở châu Á cũng như thị trường chứng khoán Mỹ thì đã có một tuần giao dịch rất là tích cực và rất là thành công. Chính vì vậy thì chỉ số thị trường của chúng ta cũng đang đồng pha với toàn bộ thị trường ở bên ngoài, gọi là thị trường chứng khoán thế giới. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến view lại một số các cái mã cổ phiếu nhóm ngành các anh chị nhé. Đối với VIX, ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có những cái đánh giá về VIX ở vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 102.5 và vùng kháng cự của VIX ở vùng 110, và những cái đánh giá về việc là tạo lập sẽ sử dụng VIX để kéo. Và đây này, anh chị nhớ cái vùng hỗ trợ 105 đây Hùng có nói này. Đấy, khi mà VIX có những cái tín hiệu đi ngang siết chặt ở đây thì dự là cổ phiếu VIX sẽ có cái sự phục hồi. Với đà cái tuần như hiện tại thì VIX đã đánh vượt thủng vùng 110 và phiên ngày thứ hai, tức là phiên tuần tới thì chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ xem những cái nhịp trả cung của VIX ở trong thời điểm hiện tại. Và VIX cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập tiếp tục sử dụng kéo để đưa chỉ số VN Index của chúng ta có thể đạt lên vùng 1.200 điểm thì sẽ có đến VIX. Và cái target mà chúng ta đang xây dựng của VIX dự báo ở đây ở khoảng vùng 120, sang tuần chúng ta sẽ quan sát ở cái điểm này. Vinhome là một mã cổ phiếu mà cũng đã được dự báo về mặt ý đồ tạo lập là tạo lập sẽ kéo Vinhome và sẽ kéo về vùng giá 95. Và trên trend tuần thì Vinhome cũng đã vượt vùng 95. Vinhome có một phiên test cung ở phiên ngày thứ năm, phiên ngày hôm qua rất là đẹp ở vùng 93.5, sau đó thì kéo thêm. Và về bản chất thì Vinhome cũng là một cái trụ kéo. Và trụ kéo này thì nó cũng hoàn toàn tương tự như VIX, là nó sẽ phải có những điểm test lại cung cầu ở vùng 95. Và tuần tới thì đây sẽ là những cái điểm hỗ trợ để chúng ta tiếp tục quan sát. Mã cổ phiếu VRE khuyến nghị đầu tư. Và vì sao lại khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu này? Thì về bản chất là trong cái nhóm của VIX, Vinhome á, thì Hùng rất là thích cái mã cổ phiếu VRE, và chúng ta đã phân tích một sóng lên của cổ phiếu VRE từ vùng giá 25, chính xác là từ vùng 25, và chúng ta đang xây một cái trend lên đây các anh chị. Và các anh chị muốn kiểm chứng lại thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng Lê bắt đầu từ những cái thời điểm này. Đây có ngày tháng đây các anh chị, tiếng Anh hơi rốt không biết là đấy là bao nhiêu. Thì trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta đã nói đến target 34, khi đó khi kết tuần thì VRE đã có một cái vòng cung ở đây các anh chị, vùng 31 đến vùng 31.4, đó là vùng mà chúng ta dự báo rằng sẽ lên đến vùng 34. Và khi mà VRE có những nhịp kéo lên này thì trong tuần thì cũng đã nâng cái target của VRE lên vùng 36 đó. Và trong phiên ngày hôm nay thì 36 đã đạt được, và cổ phiếu VRE sẽ có những cái điểm test chỉnh lại cung cầu ở quanh vùng 35 ở những cái phiên giao dịch tuần sắp tới. Cổ phiếu Sapeco hiện tại không có gì đột biến các anh chị nhé, không có gì đột biến, và Sapeco đang đi ở cái biên khoảng vùng 195 đến ở đây, đến ở đây là khoảng vùng bao nhiêu, khoảng vùng 201. Chúng ta đi phân tích mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk đó, cái vùng hỗ trợ của Vinamilk ở đây vùng 106.5 và kháng cự của Vinamilk ở vùng 112.5. và
Dòng tiền rất là tắc trong cái tuần vừa rồi thì Hùng dự báo là dòng tiền sẽ đổ vào trụ, và chính vì vậy nên Vinamilk cũng đã có một cái lực tăng rất là tốt về đến vùng cái kháng cự ở đây. Về đến vùng kháng cự rồi thì cổ phiếu thường nó sẽ có những cái điểm trả cung lại nhẹ nhàng ở dưới cái vùng kháng cự một tí, và theo Hùng thì sẽ ở khoảng vùng 111 đến khoảng vùng 111.5. Đây là những cái vùng biên hỗ trợ ngắn của Vinamilk. Phân tích luôn hệ sinh thái của Vinamilk gồm có GTN, đến thời điểm hiện tại cái target mà GTN chúng ta đang nói đến là vùng 28. Vùng 28 trên 28 ở đây. Và GTN thì có một tuần đó, sau khi mà đạt được cái target thì GTN đang đi ngang ở đây, thì cái câu chuyện là cổ phiếu đi ngang thì chúng ta sẽ không thể biết được là đến khi nào cổ phiếu sẽ đi ngang hết, nên là các anh chị của chúng ta sẽ quan sát thêm ở ở đây, ở cái vùng ở đây là vùng 28 ở đây. VLC. Cổ phiếu VLC là một cái mã cổ phiếu mà khi mà bản thân là Vinamilk thâu tóm thì chúng ta có nói đến ở những cái vùng phân tích rất là thấp ở dưới này. Và sau đó thì VLC đã đánh lên được đến vùng 45 và chỉnh giảm kỹ thuật hỗ trợ ở khoảng vùng giá 36. Đến thời điểm hiện tại sau một cây tăng mạnh thì VLC cũng cái tín hiệu kỹ thuật đó là đang bắt đầu có một lực hồi, sau khi mà tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là dòng tiền bắt đầu đi lên. Thì cái tín hiệu dòng tiền đi lên phiên ngày hôm nay thì VLC không giữ được nhịp, nhưng với cái tín hiệu này thì VLC sẽ có cái xu hướng là sẽ hồi về lại vùng ở đây, đó là vùng khoảng vùng 43, 43 đến vùng 44. MCL à MCM, đây là cổ phiếu mới lên sàn, và với tín hiệu này thì chúng ta sẽ chờ thêm cái hệ sinh thái của em này. Rồi chúng ta đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không. VDC cũng sẽ là một cái trụ kéo của thị trường, và anh chị cũng thể thấy đây là một tuần giao dịch của VDC thì cũng tương đối là tích cực. Đi ngang siết chặt, và phiên kết tuần thì VDC cũng đã có một cái lực cầu tương đối tốt để kỳ vọng VDC trong nhịp này sẽ đánh về vùng 130. Cổ phiếu HVN khuyến nghị đầu tư ở vùng giá 28, khi mà HVN đã có những cái điểm trả cung kỹ thuật ở đây sau một cái nhịp đánh ở đây lên ở đây. Và trong phiên kết tuần thì cái mục tiêu vùng giá mục tiêu của HVN đi về vùng 29 thì đã thành hiện thực, và lực cầu của HVN tương đối là mạnh. Và thời điểm này thì HVN đẹp rồi các anh chị, mặc dù là Covid cô veo nhưng mà doanh thu lợi nhuận rồi đủ các thứ với em HVN, nói chung là như vậy. Nhưng cái cách mà Hùng nhìn nhận về dòng tiền và cái cách cùng nhìn nhận về trend kỹ thuật đó, nó khá là ok, nên các anh chị cứ yên tâm. Cái câu chuyện là chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư HVN, các anh chị có thì chúng ta sẽ tiếp tục mua. Cổ phiếu AST, AST là một mã cổ phiếu cầm dài với quan điểm cùng như vậy, và từ cái vùng hỗ trợ 54 đến vùng 54.5, tức là chúng ta phân tích từ dưới này đi lên. Và sau khi mà cái target chúng ta xây 57 ok, và từ vùng này thì sẽ giữ cho một cái target ở khoảng vùng giá 6x, hiện tại thì đang đi ngang siết chặt ở đây, thì chúng ta tiếp tục quan sát thêm. Cổ phiếu ACV là một cái mã cổ phiếu rất là hay, và chúng ta xây dựng một cái sóng lên đến thời điểm hiện tại nó gần như là tuyệt đối. Và trong bản tin phân tích tuần tuần trước đúng không ạ? Bản tin video số 137 thì có nói đến cái vùng test cung của ACV ở vùng 79.5 đến vùng 80.5, và cổ phiếu này cần phải test lại cung cầu ở trong vùng này trước khi kéo. Còn những cái nhịp kéo dốc như này các anh chị tuyệt đối chúng ta không nên đua theo. Đó là quan điểm. Tí nữa ông sẽ phân tích cái mã cổ phiếu DRH TDH cho các anh chị, thủ đô hao cho các anh chị, thì các anh chị sẽ thấy được cái bài học của cái việc đua theo giá xanh. Rồi ACV chúng ta sẽ có những điểm test cung cầu nhẹ nhàng ở đây, thì bây giờ đang đi vào nhịp test cung thì cũng sẽ tiếp tục quan sát và sẽ cập nhật cho các anh chị về nhóm ngành này. BVH và Mansan. BVH cũng là một cái trụ kéo đó, bản chất là khi BVH có những cái vùng tích lũy thấp ở dưới này thì chúng ta đã xây dựng một cái đường lên của BVH, và đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây cái đường lên của nó đến vùng 7x. Và với việc là thị trường đang kéo rất mạnh và kéo trụ thì BVH cũng sẽ có thể hoàn thành cái target 7x ở trong tuần mới. Hệ sinh thái của Mansan bao gồm có cổ phiếu Mansan. Đầu tiên thì đối với Mansan, cái ý đồ tạo lập của chúng ta thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thì trong cái cách mà phân tích tiếp cận vấn đề thì Hùng đã nói đến một cái giai đoạn của Mansan ở cái điểm hỗ trợ này này. Các anh chị xem lại này. Đây, từ cái vùng này.
Ở cái điểm hỗ trợ này của Manhattan thì cũng đã kỳ vọng rằng là sau một cái giai đoạn mà cạn cung, cạn đây, không còn cái gì nữa thì Manhattan sẽ có một cái nhịp tích lũy và sẽ đánh lên. Đó thì cái mấu chốt vấn đề là đến từ phiên thứ sáu tuần trước, và sau cái điểm đánh này thì cũng đã có đưa ra cho anh chị một cái vùng test tích lũy ở vùng 86.5 đến vùng 88. Nhiều anh chị là đến lúc là hoảng loạn bảo ôi em ơi sao Manhattan này giảm như vậy, không có cái gì phải hoảng loạn cả. Manhattan có thể giảm sâu nhất đến vùng 86.5 cơ mà, nó đã giảm đến 86.5 đâu mà các anh chị hoảng sợ. Và với cái cách đánh của Manhattan, dòng tiền bắt đầu vào lại trung bình trên 2 triệu cổ phiếu là tín hiệu tốt của Manhattan, vốn đang kỳ vọng Manhattan sẽ đánh chạm vùng 95, test cùng chỉnh cung nhẹ nhàng ở khoảng vùng 90 93, khoảng vùng 93 92.5, 92.5 đến khoảng vùng 93. Đẹp thì đây là những cái vùng tích lũy đẹp để Manhattan có một cái cơ hội bứt thoát đi lên, và tạo lập sẽ kéo Manhattan để kéo điểm số của thị trường. MCH hiện tại. Đó, cái mã cổ phiếu MCH này cái thanh khoản nó rất là thấp. Tuy nhiên, trên những cái góc độ tạo lập về dòng tiền nó cực kỳ là hay. Đó, và hôm nay đã break, chính thức break mốc 95, và break mốc 95 này thì chỉ có kéo tiếp thôi, không có cái con đường nào nữa cả, chỉ có con đường kéo thôi. Rồi. Cổ phiếu MSR cũng là hệ sinh thái của Manhattan. Rồi, ok. Ngày hôm nay MSR đã đạt target, chính xác là đạt target thiết kế vùng 24 trên 24 và trong cái biên hỗ trợ 24 đến biên kháng cự 24 đến vùng 25. Cái mã cổ phiếu này á là đã có những cái phân tích cho các anh chị từ những cái vùng rất thấp ở dưới này, từ vùng 15.5 đến vùng 16. Và cái cách nhìn của Hùng là như vậy, mặc dù là cái đoạn này các anh chị nhìn thấy nhá, thanh khoản nó rất thấp nên nhiều anh chị có nói bảo là sao thanh khoản thấp như vậy lại phân tích. Nhưng khi cổ phiếu chạy nước rút, khi cổ phiếu lên được những cái target thì tạo lập sẽ có cách để tạo vốn cho các anh chị và các anh chị ra hàng thoải mái. Cái cách để chúng ta tiếp cận những vấn đề chúng ta mua được ở những cái vùng thấp ở vùng 16, 17, 18 ở dưới này. Đó, để chúng ta đưa lên những cái target thế này thì với hiện tại là ngon rồi. Cổ phiếu này cũng ý đồ tạo lập là cũng đánh khá là dốc, và với một cái lực đánh dốc như này thì rất có thể là sẽ đưa cổ phiếu này về khoảng vùng 26.5. Các anh chị đang có cổ phiếu này chú ý để chốt. MML cũng đã khuyến nghị các anh chị đầu tư rồi. Đó, các anh chị thấy đẹp không ạ? Đẹp chứ? Đó, đây, nó đi rất là nhẹ nhàng. Đó, và cái mục tiêu của em này đang lên đâu? Đang để ở khoảng vùng 55. Đó. Và nếu như chúng ta hiểu những cái nguyên lý về test tích lũy cổ phiếu đi lên này, đó, và nó hình thành nên một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, rất là đẹp. Đó, thì nó cũng không khác gì cái con cổ phiếu MSR cả hết. Đó, rồi. Chúng ta đi phân tích em nào nhỉ, MWG xem nào. MWG đến thời điểm hiện tại là MWG cũng đã chính thức là hoàn thành cái vùng 120 trên 120. Và sau đó thì có nói đến cái câu chuyện là sẽ test cung và mục tiêu sang khả năng kéo về vùng 125 mà đang kéo trụ, nên là cứ thế trụ nó sẽ tăng thôi. Cổ phiếu PNG ở đến thời điểm hiện tại đây, PNG thì chúng ta sẽ nói vì sao chúng ta sẽ nói đến PNG sâu hơn một tí. Thì các anh chị có thể xem lại, chúng ta cũng đã phân tích một sóng lên của PNG. Đó, sóng lên của PNG và những cái target của PNG, khi mà PNG đạt cái target ở vùng 75 thì cũng đã chính thức nâng cái target này lên vùng 83. Đây là những cái câu chuyện chúng ta đã nói rất là cũ rồi. Và đến thời điểm hiện tại đây là những điều nó đang xảy ra trong tương lai, và tương lai của chúng ta thì trong phiên ngày hôm nay thì PNG đã cán cái mốc cao nhất ở đâu đó chắc là cận dưới vùng 83 đến vùng 85 ở đây. Đấy là cái vùng mà PNG sẽ đội đầu. Đội đầu xong thì nó có thể nó sẽ có những cái điểm test cung tích loại cái cung cầu ở đây. Đó, trước khi mà PNG sẽ có thể có thêm một cái nhịp sóng kéo nữa ở đây. Rất có thể là sẽ kéo, bởi vì về mặt kéo trụ thì PNG hoàn toàn có thể kéo lên vùng 95 đến vùng 100. Đó, về vùng 95 vùng 100 ở đây. Nên là anh chị cầm PNG thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Và chúng ta sẽ quan sát thêm cái vùng kháng cự của nó ở đây. Rất là ổn đấy. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa. Đầu tiên là nhựa Bình Minh. Thì Bình Minh là trong cái đường dài thì chúng ta đang đi xây 70, và trong đường ngắn thì chúng ta đang tạm thời chúng ta đang phải phân tích những cái điểm chỉnh, những cái điểm hồi và những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thì Bình Minh đang hỗ trợ ở vùng 61.5 đến vùng 62. Phiên ngày hôm nay, phiên ngày qua đạp một phát, và phiên ngày hôm nay thì có một cái dấu hiệu lấp, nhưng mà
lực cầu cuối phiên lại không giữ được. Tuy nhiên nó vẫn nằm ở trên vùng cái biên hỗ trợ này thì như vậy khá là ok. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba chúng ta sẽ quan sát tiếp ở những cái điểm này. Mã cổ phiếu Bacona khuyến nghị đầu tư. Đó, ví dụ đây nhá, search thử xem, tại vì cái Zalo này bây giờ nó chối lắm, tìm nó không tìm được. Đây, thì Bacona là các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, từ vùng, từ ngày đây này, từ ngày này Bacona về mặt lý thuyết là đẹp rồi này. Đó, từ ngày 30 tháng 11 đó, mở điểm mua thứ hai ngày mùng 2 tháng 12 chúng ta cân thêm 50% tỷ trọng. Và đến từ thời điểm đó, từ ngày đấy, từ tháng 12 đây, từ những cái điểm này, và chúng ta đang xây lên một cái target. Đó, xây lên, chúng ta xây lên, ok các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta đang xây lên đến đâu? Chúng ta đang xây kỳ vọng ở khoảng vùng 16. Thì đối với Bacona, tuần vừa qua là một tuần giao dịch được đánh giá là tích cực, và những điểm test cung cầu lại nhẹ nhàng quanh vùng 15 sẽ giúp cho Bacona sẽ có một cái định lượng tiếp ở đây, tức là đường về 16. Ở cổ phiếu nhựa thiếu niên Tiền Phong thì đến thời điểm NTP nhựa thiếu niên Tiền Phong đấy, nhựa thiếu niên Tiền Phong hôm nay lại treo một phát lên 40 sau lại đạp lại, thì cái con này nó ở sàn HX nên thường nó hay có những cái điểm như này, đây gọi là nến đều. Đó, nhưng nhìn chung thì ở cái vùng hỗ trợ của nhựa Tiền Phong ở đây là vùng 35 cũng có thể xác nhận. Ôi, không dùng màu này, màu này là cái màu kỵ nhất của chứng khoán đó. Thì cái vùng này sẽ là cái vùng mà hỗ trợ cho nhựa Tiền Phong có thể đi về vùng 40. Cổ phiếu DAG, bản thân DAG các anh chị lưu ý đây là một con pen của nhóm ngành nhựa, nhưng nếu như các anh chị view ra một cái góc nhìn nó rộng hơn đó, thì cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà cổ phiếu DAG đang tích lũy. Cái giai đoạn này, cái giai đoạn thích các anh chị này, Hùng cực thích những cái điểm này, và những cái điểm này là những cái điểm mà chúng ta mua được để đưa một cái target từ vùng 7 mà lên đến vùng 12 chẳng hạn. Các anh chị tự tính toán cái tỷ suất lợi nhuận của nó sẽ là bao nhiêu. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng cái vùng 6.5 là cái vùng hỗ trợ trung hạn của cổ phiếu, và thậm chí ở đây rồi vùng 6.75, nói chung nôm na những vùng này chúng ta mua là chúng ta nắm giữ để chờ đợi một cái cơ hội. Đó, cái cơ hội như là sell, cơ hội như là cái gì nhỉ, một số cái mã cổ phiếu đấy nó chỉ đánh trong vòng một tuần thôi, đó là chúng ta đủ cái target của một năm đấy. Rồi gì và phân tích sang nhóm ngành công nghệ. Z, bản thân đối với Z cũng là cái mã cổ phiếu mà đã được cùng đánh giá ngay từ cái bản tin tuần, đúng không ạ? Đó. Vì sao? Đây là một cái blue chip vừa, thì dòng tiền nó đang hướng về blue chip vừa thì đương nhiên nó sẽ đánh Z. Và đây, Z đây là điểm xanh này, là điểm kết tuần. Thì trong điểm kết tuần chúng ta nói đến Z sẽ đánh về vùng 50, và đây phiên ngày hôm qua kéo lên 50, phiên hôm nay trả gáp lại một tí, rất đẹp và rất nhẹ nhàng. Thì cái câu chuyện là cái vùng này trở thành cái vùng hỗ trợ, ok, màu xanh. Rồi, và anh chị em của chúng ta sẽ quan sát lại thêm, bởi vì là cái tín hiệu trả cung này thì Hùng đánh giá nó sẽ chưa hết ở vùng 50 đến vùng 51 của G ở đây, trước khi mà chúng ta có thể nâng cái target của G lên. Đó, nâng tiếp cái target của G lên, G vẫn sẽ tiếp tục kéo, sẽ chưa hết sóng đâu. Và G nhịp này ít nhất là sẽ ở vùng 55. Đó, sau 55 thì có thể kéo lên vùng 60. Bởi vì điểm số của thị trường bây giờ nó là trâu điên rồi các anh chị, nên là tạo lập nó sẽ kéo những cái gì nó có thể kéo được. Đó, rồi FPT. Đó, thì đến thời điểm hiện tại là các anh chị thấy chưa, con này là ông cụ già. Đó, ông cụ già nên là ông đi rất là chậm, nhưng ông đi đến đâu ông xây đến đấy. Thì sau khi bản tin tuần chúng ta nói đến vùng 60 hoàn thành thì FPT tiếp tục tăng, và chúng ta nâng cái target của FPT lên vùng 65. Cứ bình tĩnh như vậy thôi, quan điểm của Hùng là đi đến đâu ta xây đến đấy. Và sau một cây nến đẩy xanh của ngày thứ hai thì FPT đang có những cái điểm test lại cung cầu ở vùng 61.5 rất là đẹp. Và cổ phiếu này thì cũng đã khuyến nghị các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm để chúng ta nắm cân thêm tỷ trọng. Mục tiêu trong nhịp này thì FPT sẽ đánh về khoảng vùng giá 65, và mạnh hơn thì sau đó thì chúng ta sẽ nói đến vùng 7x chúng ta nói sau. Cổ phiếu CMG đến thời điểm hiện tại là đã đạt target phân tích 40/40 nên là đang chỉnh lại cung cầu nghỉ ngơi, và vùng 38 dự kiến sẽ là vùng mà em này sẽ hồi phục quay trở lại. Rồi, ok, đó. Cổ phiếu ITD, à đấy, đúng rồi, con ITD này, nhắc con ITD này thì mới nói đến câu chuyện là mua trong khoảng vàng 2-3 tháng nhưng chỉ cần một tuần là chúng ta có đủ target. Thì bản thân là ITD này được cùng nói rất là nhiều, đúng không anh chị? Và cái view của ITD thì cũng đang kỳ vọng một cái view tương đối lớn, tương đối lớn có nghĩa là như thế nào? Tức là cũng đang kỳ vọng một cái trận đánh của ITD nó phải như thế này,
Tức là ví dụ như từ cái vùng mà chúng ta khuyến nghị đây, từ vùng 9.2, 9.3 gì đó, mà nó đánh lên khoảng vùng giá 15 chẳng hạn đó, thì như vậy là một cái tỷ lệ lợi suất cực kỳ lớn đó, cực kỳ lớn. Và trong tuần thì chính thức là ITD đã vào sóng đánh bay vùng 10 và sau đó đang tiệm cận lên vùng 11. Thì bây giờ cái kịch bản cho cổ phiếu này là gì? Vì cái gap nó nhảy nhanh quá, gấp quá nên Hùng sẽ quan sát lại ở vùng 10.8. Sau cái vùng 10 trả cung ở vùng 10.8 thì Hùng sẽ có thêm những cái khuyến nghị cho các tài khoản trong team của Lê cũng như tất cả anh chị em, và chúng ta sẽ tăng thêm cái tỷ trọng ITD. Rất là ok cái mã cổ phiếu này. Đó. Cổ phiếu DGW đó, một cái hoa hậu, xem hoa hậu như thế nào. Đó, thì DGW có một cách đi rất hay, đó là out lên xong đó thì như thế nào, đạp lại và tích lũy. Thì cái vùng tích lũy này thì cũng đã nói với các anh chị rồi, đó là cổ phiếu này nó sẽ lấp lại gap ở vùng 80 đến vùng 81, chúng ta quan sát thêm. Và bây giờ thì đây sẽ trở thành một cái vùng kháng hỗ trợ của cổ phiếu Digua, các anh chị tiếp tục quan sát. Rồi chúng ta đi phân tích các cái nhóm ngành xây dựng Novaland, thì điểm số của thị trường cũng đã có một phần rất lớn, ông hai phiên ngày hôm nay có một phần góp phần rất lớn của Novaland. Khi mà em làm hai cái cây thẳng đứng như này thì quan điểm của Novaland đang có, khi mà phân tích về Novaland á thì kháng cự là 70 và hỗ trợ ở đây là vùng 65. Thì trong bản tin phân tích tuần thì cũng đã có nói rồi, khả năng Novaland sẽ chỉnh về đây và sau đó từ đây thì sẽ có một cái lực bật. Thì phiên ngày hôm qua, phiên ngày thứ tư là đã có lực bật đầu tiên, và sau đó đến phiên ngày thứ năm thì tiếp đà trần cứng, và đến phiên ngày hôm nay thì tiếp tục kéo. Và những cái lực kéo này thì có thể đưa cổ phiếu Novaland về đến vùng 77 đến vùng 78 ở đây, và có thể, rất có thể từ vùng này thì cổ phiếu này sẽ chỉnh kỹ thuật từ đây. Cổ phiếu Cotecom CTD sau những cái biến động rất là lớn về lãnh đạo vân vân và vân vân thì cũng đã có những cái phân tích, và cái điểm bắt của Cotecom bắt đầu từ vùng này. Đây, từ ngày bao nhiêu đây các anh chị? Từ ngày 11, từ ngày mùng 2 tháng 11 là chính thức bắt đầu phân tích lại một cái nhịp tăng của Cotecom. Và từ cái nhịp này thì cũng đang xây lên này. Đây là những cái mũi tên này là chúng ta xây này, đó, và chúng ta xây lên đến vùng 67 này, từ 67 này test cung thì chúng ta xây lên vùng ở đây, lên đến vùng 77 đến vùng 80. Thì cái cách thức mà các anh chị cũng đã đồng hành cùng với ông Lê thì đã hiểu cái câu chuyện như vậy. Và Cotecom đến thời điểm hiện tại nó đang đi vào một sóng trung hạn, các anh chị lưu ý, trung hạn đó là một trend tăng rất là dài. Và trên cái trend tăng dài đó thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật và nghỉ ngơi. Và trong phiên ngày hôm nay phải nói là và hai phiên, ba phiên lại đây thì cũng đã đưa ra cho các anh chị em trong team cái vùng hỗ trợ 75 đến 76. Và từ cái vùng này thì chúng ta, những anh chị nào đang cầm Cotecom, chúng ta gom Cotecom, chúng ta mua thêm để chúng ta sẽ đưa cái target của Cotecom ở nhịp này về đến khoảng vùng 85. Và trend trend kỹ thuật của Cotecom là đang gồng mình để đi vào một cái trend uptrend dài. Chính vì nó đang gồng mình để đi vào một cái uptrend dài nên nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đó, và các anh chị nhớ lại cái cách mà khi mà chúng ta tiếp cận vấn đề Cotecom ở những cái vùng này, đó là những cái vùng mà Cotecom gồng mình để chuyển pha xu thế. Rồi, cổ phiếu HTN đến thời điểm hiện tại. HTN thời điểm hiện tại là target đang đạt được 45-45, và những tài khoản mà đang cầm cổ phiếu này thì quan sát hộ giúp vùng 40. Cổ phiếu này thì thôi chúng ta bán chốt lãi các anh chị, cũng không không còn nhiều cái dư địa nữa. Khả năng là chị cũng kéo như thế là nó là quá là ok rồi. Rồi, cổ phiếu HDC chính thức đạt cái target của chúng ta, phân tích một sóng lên đây các anh chị, phân tích một cái sóng lên từ đâu ạ? Từ lít nhít ở đây này, từ lít nhít ở đây, và chúng ta cứ đi theo dòng thời gian như vậy. Và target đã đạt được 40 trên vùng 40, và HDG, HDC thì ngày hôm nay đang có những cái nhịp test lại cung một tí. Thì những cái nhịp trả cung anh chị quan sát trùng vùng 38.5 không gãy, 38.5 không gãy là ok. Còn nếu gãy vùng 38.5 thì có thể chốt lãi đi một phần để chúng ta có thể mua lại phần dưới này. Bởi vì khi mà gãy vùng hỗ trợ này thì thường là cổ phiếu sẽ về lại ở vùng vùng sâu ở dưới này các anh chị nhé. HDG, rồi HDG cũng rất là tuyệt vời. Một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những tài khoản trong team cũng lên nắm giữ, và nắm giữ đến tận những cái thời điểm mà đã đạt được những cái target mỏng xoay lên ở đây, đó là vùng 45 trên vùng 45. Và sau khi mà cổ phiếu này đạt được vùng 45 rồi thì ở đây nó cũng đã đưa ra cho các anh chị ở trong team một cái mốc hỗ trợ. Ở cái mốc hỗ trợ này để làm gì? Để giúp cho chúng ta nhận diện là nếu như gãy vùng này thì chúng ta nên bán. Vì sao? Chúng ta bán đi một ít rồi sau đó
cùng để tìm những cái vùng hỗ trợ ở dưới này để chúng ta mua lại. Đó, ví dụ như con đây, chúng ta sẽ lật lại con cô tích công. Ví dụ như vậy thì có thể là những cái vùng kháng cự ở 80, tức là trong cái target chúng ta xây vùng này chúng ta bán đi, và đây cũng đã dò lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó thì bán ở vùng này, mua ở vùng này, đấy là những cái mà các anh chị hoàn toàn có thể làm được khi các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê. Rất mạnh ở những cái điểm phân tích kháng cự của hỗ trợ cho các anh chị. Đó. HDG thì bây giờ như vậy thôi, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở những cái điểm tích lũy đi ngang ở đây trước khi mình có thể nâng cái target của HDG lên vùng 50 đến vùng 60. Bởi vì Hà Đô là đánh cực trâu luôn. Đợt này nó đang trâu và nó đang có thông tin, thì cái thông tin thì nó không chính thống nên là Hùng sẽ không có nói. Nhưng Hùng sẽ nhìn những cái cách mà tạo lập đi lệnh để chúng ta có thể đưa được những cái target nó tốt hơn, đúng không ạ? HBC, ok, HBC hôm nay chính thức là đã đạt cái target 17 trên 17 trên bản tin phân tích tuần. Thì câu chuyện là nhiều anh chị hỏi là Hùng ơi bây giờ có mua được không? Thì đây là một cái cây nến Hùng đang mô phỏng cái câu chuyện là cần một cây nến đánh vượt thoát lên. Thì thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ chưa nên mua. Đó, khi mà cổ phiếu này đánh như này thì nó cũng sẽ cần thêm 1 đến khoảng tầm độ 3 phiên để kiểm tra lại cái tín hiệu cầu ở cái vùng này. Và lúc đó thì chúng ta mua thêm chúng ta cũng chưa muộn. Bởi vì khi mà cái tín hiệu này được xác nhận thì HBC không chỉ là đánh lên nữa đâu, mà nó sẽ đánh lên vùng 19 đến vùng 20. Bởi vì bản thân HBC nó cũng là một cái mẫu hình cổ phiếu uptrend trung hạn. Đó, và khi uptrend trung hạn thì nó đi xuống lắm. Rồi, cổ phiếu VCS. VCS ở đây. Đây rồi. Ở VCS chúng ta xây ở trên bản tin tuần 90 trên 90. Sau đó thì đưa cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, anh chị nhìn thấy chưa? Đó, 85. Cả tuần thì chỉ nhấp nhô đến 85 mới kéo lên. 85 mới kéo lên, đóng cửa 87. Nếu mà chúng ta thòng ở vùng 85.5, đóng cửa 87 thế chúng ta lãi T0 rồi. Đấy. Cái câu chuyện nó là như vậy, tức là những cái điểm hỗ trợ nó rất là quan trọng. Rồi, và những cái điểm này thì căn cứ những cái tín hiệu dòng tiền thì chúng ta có thể khuyến nghị mua trực tuyến ở trong phiên giao dịch, thì tất cả những cái khuyến nghị đấy nó sẽ nằm ở đây. Đó, tất cả các mã cổ phiếu sẽ nằm hết ở room không chat đây cho anh chị. Ở VCS thì cái dư địa để kéo tiếp là còn, và cổ phiếu này thì nó cũng đã đi vào những cái lực uptrend rất là dài. Đạt Phương cũng đã khuyến nghị đầu tư với một cái mục tiêu của Đạt Phương ở trong nhịp này, đó là sẽ đánh về vùng 34 đến vùng 35. Vượt thoát được vùng này thì cũng mở ra một cái chân trời rất là đẹp cho Đạt Phương. Phiên kết tuần thì hơi xấu, tuy nhiên không sao cả, bởi vì chúng ta có những cái điểm mua rất thấp ở dưới này thì chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu của Đạt Phương ở vùng 34. Bản thân là nó chạm kháng cự đấy các anh chị này, nó giảm kháng cự nên là nó dội lại thôi. Đấy là câu chuyện rất là bình thường. CRE ở thời điểm hiện tại thì đang biên 28 đến biên 30, chưa có gì thay đổi. EVG là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta gọi là chấp nhận đi sau một tí, nhưng mà cái khúc đi sau của chúng ta cũng đã chạy được khoảng từ vùng 7.2 và lên đến vùng 11 rồi. Như vậy là nếu như loanh quanh là tỷ lệ lợi nhuận cũng đang rất là lớn rồi. Và EVG thì đang hướng về vùng giá mục tiêu 12 khi cổ phiếu này đang có những cái nhịp test cung cực đẹp ở đây khoảng vùng 10 đến vùng 10.5. Cổ phiếu C2 cũng là một cái mã cổ phiếu rất đẹp được khuyến nghị tham gia đầu tư, và mục tiêu đang đi về khoảng vùng 23 đến vùng 23.5 ở trong nhịp này. Về mặt lý thuyết thì trong tuần vừa qua C2 có tăng điểm, nhưng mà phiên kết tuần thì có vẻ đang hơi lưỡng lự. Đó, đang hơi lưỡng lự ở vùng 22, thì vùng này chúng ta sẽ quan sát thêm. Cổ phiếu KDH cũng đã được khuyến nghị đầu tư với một cái mục tiêu mà chúng ta đang xây target của em này, đó là ở vùng 31. Thì trong tuần đã có những phiên là đã chạm về khoảng vùng 30.8, tức là cách 0.2 line nữa là đạt đến cái target của chúng ta. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì các anh chị chúng ta sẽ quan sát lại, bởi vì hôm nay nhóm xây lắp hơi bị đuối vì toàn ngành xây lắp nó chỉnh mà, nên là các mã cổ phiếu xây lắp thì nó đang có những cái điểm test lại cung cầu đây. Thì các anh chị sẽ quan sát lại ở vùng 30 đến vùng 30.3, không gãy thì như vậy là rất là ok về mặt thế trận. Và KDH cũng là một cái mã cổ phiếu đi vào những cái trend up, gọi là trend up trung hạn. Và cái câu chuyện là target của KDH sẽ được cùng tiếp tục cập nhật ở trong những cái khung giao dịch trực tuyến, nhưng mà đang dự ở khoảng vùng 33 đến vùng 34. Cổ phiếu DRH rồi.
DRH thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp phân tích từ từ vùng rất thấp ở dưới này. Đó, vùng khuyến nghị mua vùng 88.3. Sau đó nâng target lên vùng 11, tiếp tục nâng target lên vùng 12. Và sau khi đạt target vùng 12 thì cổ phiếu này đã đẩy đẩy bán rất là mạnh, phiên ngày hôm nay thì đã gần sàn. Thì cái câu chuyện là khi trong một cái quá trình mà chúng ta đi phân tích những cái mã cổ phiếu thì ổng xây những cái target, đó là những cái vùng kháng cự mạnh. Và thường khi cổ phiếu đạt những kháng cự mạnh đó thì cổ phiếu sẽ test lại cung, test nhẹ nhàng thì nó chỉnh nhẹ nhàng, mà cổ phiếu có những cổ phiếu test sâu thì nó sẽ về lại những vùng hỗ trợ. Sâu hơn ở dưới đó thì em này sẽ về lại vùng hỗ trợ khoảng vùng 11. 11 nó sẽ có cái điểm tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở điểm tích lũy này. TDH ông sẽ nói luôn cái mã cổ phiếu này TDH. Thì một cái câu chuyện về em này đó là gì? Đó là sau những phiên loạt sàn thì cái phiên giao dịch của ngày thứ ngày 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 bao nhiêu ngày mùng 5, ngày mùng 1, ngày mùng 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 5 tháng 1. Đó thì rất nhiều những anh chị nhà nhà hỏi bảo ơi Trần rồi có mua không? Tại sao chúng ta phải mua ở đây? Đó. Không có lý do gì chúng ta phải mua ở đây cả, mà đã đưa cho anh chị đây cái vùng hỗ trợ là 8.78 đến vùng 9 thì cổ phiếu nó cần sẽ phải lấp lại một phiên, nó không nói lên xu thế anh chị, một phiên nó không nói lên xu thế, nó phải cần nhiều phiên nó mới nói lên xu thế, xu hướng của thị trường, xu hướng của cổ phiếu đó. Và trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã rơi về lại đúng cái vùng đây đó, và cổ phiếu này sẽ cần thêm cái nhịp tích lũy ở đây trước khi mà nó hình thành một cái lực tăng. Đó, tăng làm sao được khi mà đường tiền dòng tiền nó đang cắm, gọi là cắm đầu đi xuống như là một, gọi là cái gì ạ, cái này gọi là gì, trực thăng à, trực thăng hạ hạ cánh xuống như này thì cổ phiếu nó tăng làm sao được anh chị. C32 rồi, C32 sau một cái nhịp tăng rất là mạnh, rất là ok ở đây từ cái vùng hỗ trợ đây đúng không, 23 24 rồi, và cái vùng kháng cự của cổ phiếu này vùng 30, vùng hỗ trợ ngắn lại ở đây ở vùng 27 đến vùng 27.5 đã xây dựng lại ở đây. Những cái này là những cái mà đã được phân tích trên team Zalo, nên là các anh chị cuối tuần thì chúng ta mới có những cái mà chúng ta nói. Thì C32 trong ngắn hạn thì em này em ấy sẽ đập nhả ở từ vùng 27.5 đến khoảng vùng 3x trước khi mà nó hình thành nên một cái gì nhỉ, một cái trend trend tăng nữa không, có hoàn toàn khả thi, bởi vì C32 khi đánh là cũng đánh rất dốc và đánh khoảng tầm độ đây, anh chị nhìn những cái lực đánh của C32 đó, đó đó, thì cái nhịp này cũng như vậy, C32 nhịp này nó cũng đang thành con trâu điên đấy, nó sẽ đánh đấy. Cổ phiếu sell đã bị chốt đúng không ạ, sell đã bị chốt. Vì sao bị chốt? Thì trong cái kịch bản mà chúng ta nói đến sell, khi mà sell đạt vùng 13 thì có những cái nhịp test trả lại cung ở đây là vùng 12 để có thể kỳ vọng lên một cái nhịp lên khoảng vùng 14.5 đến vùng 15. Và trong tuần thì đã có một phiên là đạt được mark ở đây là vùng 14 14.3, đó 14.3. Sau đó thì sell đã bị đẩy một cái phiên, và phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái phiên rũ hàng rất là mạnh khi mà dòng tiền cắm này. Đó thì cái câu chuyện rũ hàng như này thì chúng ta sẽ đưa cái điểm hỗ trợ của sell lại về khoảng vùng 11. Nhưng mà cái vùng vùng ở đây này, cái vùng mà chúng ta nói đến là sell còn cái dư địa để đánh tiếp nó phải là vùng 12. Đó chính là cái những cái điểm lưng khừng ở đây. Đó, để từ những cái điểm lưng khừng ở đây thì mới đưa được cái target này lên. Đó. Anh chị nhìn đây này, chính là cái mũi tên này nó nằm ở đây này. Đó, những cái điểm lưng khừng ở đây. Đó thì nó mới đưa được lên. Thì tín hiệu hiện tại của sell thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 12. Đó, vùng này mà không gãy ấy, thì sell nó vẫn sẽ còn một nhịp đánh nữa, nó chưa chưa hết sóng đâu. LGL. Nhiều anh chị cũng đang hỏi cái mã LGL thì bây giờ làm thế nào, thì cái câu chuyện là sau khi mà cổ phiếu này nó đạt target 7 á thì nó bị một phiên sàn hay hai phiên sàn gì đó, và sau đó thì cổ phiếu này đưa về đây thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái vùng hỗ trợ ở vùng 6. Vùng này thì xu hướng cao là cổ phiếu này sẽ tích lũy thêm ở cái vùng này rồi khi đó mới có thể kéo lại được cái vùng ở đây là vùng 7. Bản thân LGL á, là khuyến nghị mua ở những vùng thấp ở dưới này này. Đó, chứ không ai khuyến nghị mua ở trên cái vùng cao này cả, nên LGL thì đến thời điểm hiện tại nếu các anh chị cầm vẫn có lãi. Đấy, nếu mua đúng cái điểm mua vùng nó. Rồi đất xanh, DG. Đất xanh đến thời điểm hiện tại cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đây là vùng 17 trên 17 và mắc ở đây chúng ta có thể xây dựng lên vùng 17.7. Ở trong
Trong tuần thì đất xanh cũng đã có một cái sự vận động ở cái biên từ vùng 17 đến vùng 17.7 đây. Và với tín hiệu này thì đất xanh của chúng ta là chúng ta sẽ bình tĩnh để quan sát thêm cái vùng ở đây. Bây giờ cái vùng này sẽ trở thành cái vùng kháng cự, vùng hỗ trợ. Nếu như vùng 17 này bị phá thì chúng ta sẽ bán bớt hàng đi để chúng ta trao lại hàng ở vùng giá thấp ở dưới này. Còn nếu như vùng này vẫn được giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Cổ phiếu LDG là anh em họ hàng thì hiện tại là trong team của Lê đã coi như gom cực nhiều con này. LDG sẽ nhân tài khoản cho các anh chị, nhân không nhân chứ. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy một cái trend khá là dài của LDG, và chính vì một cái trend khá là dài của LDG nên chúng ta sẽ lật lại những cái vấn đề ở đây này. Khi mà LDG gặp vùng ở đây, gặp vùng 7.5 và LDG chỉnh ở đây này thì cũng đã có những cái điểm M6, M6.5. Đây chính là những cái vùng kỳ vọng về việc là LDG sẽ tạo thành một cái uptrend trung hạn ở đây. Uptrend trung hạn từ vùng này. Đấy, những cái điểm này này là các anh chị có thể xem lại những cái video mà ở cái thời điểm này là tháng mấy đấy nhỉ? Ở những cái thời điểm khoảng 27 tháng 10 các anh chị nhá. Đó, mà bây giờ đến tháng 12 rồi. Đó, thì cái câu chuyện tháng 1 rồi, thì đấy là cái câu chuyện là khi mà chúng ta mua nắm giữ một mã cổ phiếu á, thì nó cần phải kiên nhẫn với nó. Đó, khi mà cái đường đi của nó rất là ok rồi thì cứ thế là chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng theo thời gian. Và đến thời điểm hiện tại, sau một cái điểm đánh lên vùng 8.5, tức là vùng 8.5 bây giờ của em này đang là vùng kháng cự, thì chúng ta sẽ quan sát lại ở khoảng vùng 8.25. Nó sẽ trả trả cung nhẹ nhàng ở đây, và quan điểm cùng là LDG sẽ đánh. Anh chị em nào mà không mua thì đến lúc mà nó chạy rồi hoặc lúc nó tăng lên, và ít nhất cái target ít nhất ở đây là sẽ về mệnh cái đã này. Đó, về mệnh 10 đã, còn về mệnh 10 sau đi như nào thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Cổ phiếu DIG, những cái câu chuyện riêng của DIG đã kết thúc chưa? Thì hiện tại bây giờ là chưa kết thúc, và trong team thì cũng đã cứ tiếp tục khuyến nghị các anh chị đang cầm để nâng dần những cái target của em này lên, và target hiện tại đang nâng lên cao nhất ở khoảng vùng 33. Nếu mà không nhầm, chúng ta sẽ gõ lại xem DIG. DIG đấy, đất xanh DIG đây đang hơi hở gáp lên đến bao nhiêu rồi? 30 đây. Đến ngày bao nhiêu? Đến ngày mùng 5 tháng 10, mùng 5 tháng 1 thì đã chính thức đưa cái target của em này lên vùng 33. Đấy, mùng 5 tháng 1 các anh chị nhé. Và đây giờ là mùng 8 tháng 1. Đó, thì những cái câu chuyện nó đã nằm, cái câu chuyện là đúng sai thì chúng ta sẽ không 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 bàn cãi ở đây, bởi vì kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng là kênh không có tranh luận về quan điểm. Anh chị nào thấy ok, thấy đúng, thấy vui thì chúng ta ở lại, không thấy vui thì chúng ta đi. Ok. Thì DG đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ nói đến một cái target ở khoảng vùng 32 đến vùng 33, và DG thì cái target 33 chúng ta xây ở đây thì hoàn toàn khả thi. Phiên ngày hôm nay là nhóm xây lắp hơi bị đuối. Đó, đuối con cá chuối nên là em này em mới hơi dửng dưng một tí, nhưng mà với cái cách đánh của DG hôm nay lực cầu được bé tí bé tẹo như thế này, tự dưng người thành chú lùn như này, bảy chú lùn này được có 2,5 triệu. Đó, thì DG sẽ có những cái phiên đánh khoảng tầm 8 đến 10 triệu cổ phiếu để kéo break lên khỏi cái vùng 33. Đấy là kỳ vọng anh chị nhá, và cũng sẽ tiếp tục quan sát cái động thái vận động của DG ở trong cái vùng này. Đó, và cái vùng 30 thì sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ cứng của em này ở trong cái nhịp đi. Cổ phiếu FCN, Fecom. Fecom là mẫu hình của đầu tư công, và đến thời điểm hiện tại thì em cũng đã cán cột mốc cao nhất 14 trên 14 và đang chỉnh test lại cung cầu ở vùng 13.5. Thì vùng này chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu Fecom. Vùng này không gãy, lực cầu tiếp tục đánh breakout vùng 14, chúng ta sẽ đi xây target tiếp theo. Cổ phiếu IDC. Rồi, IDC đó, IDC đây. IDC có một cái vùng hỗ trợ. Trong bản tin phân tích tuần chúng ta nói đến vùng hỗ trợ của IDC ở vùng 35. Test cung ổn định không gãy thì sẽ nâng lại, tức là cổ phiếu này sẽ về lại vùng 40, và đến thời điểm hiện tại thì chính thức là cổ phiếu IDC. IDC hoàn thành cái target vùng 40 trên 40 ngày mùng 5 tháng 1 thì đã đưa 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 cái cổ phiếu này vào diện đây
ngày mùng 5 tháng 1, đúng rồi, ngày mùng 5 tháng 1 thì đã đưa IDC vào cái đối tượng chăm sóc đặc biệt, và hiện tại đang hình thành một cái nền hỗ trợ 35 đến vùng 35.5. Các tài khoản đang cầm phiên nay đặt chờ vùng này cân thêm hạn mức bất thường, kỳ vọng IDC đánh lại vùng kháng cự 39 đến vùng 40. Đấy là phân tích nhận định của ông Lê ở ngày mùng 5 tháng 1 và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1. Ok. Thì IDC đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng 40/40. Và vì sao ông lại nhận diện ra cái điểm này? Bởi vì cái câu chuyện là IDC nó cũng đã đi vào những cái trend, gọi là cái trend trung hạn, và đặc biệt là cái câu chuyện đầu tư công nó đang rất là nóng. Nó nóng lắm anh chị, nó nóng từ trong ra ngoài, nó nóng từ ngoài ra trong, nên là IDC sẽ tiếp tục đánh. Và với một cái tín hiệu như này rất là tốt rồi, thì IDC sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 40 đến khoảng vùng 40.5, rất đẹp ở đây. Phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới kỳ vọng test nhẹ nhàng ở đây, và sẽ căn cứ cái tình hình thực tế thì ông lại tiếp tục khuyến nghị mở hạn mức bất thường. Đó, cái cách đánh trong tim ông Lê là thời điểm hiện tại chúng ta sẽ không biết đâu là đỉnh của thị trường, nên là chúng ta đang có những cái mã cổ phiếu đang nắm thì cứ thế là chúng ta sẽ hold thêm, chúng ta sẽ nắm giữ thêm. Cổ phiếu LCG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với LCG ở thời điểm hiện tại, sau khi mà cổ phiếu hoàn thành vùng 15/15 thì chúng ta đẩy target của em này lên khoảng vùng 17.5 đến vùng 18. Nhìn phiên ngày hôm nay thì LCG hơi xấu, tuy nhiên nó chưa lấp hết cái gap nó tạo ra ở đây, thì như vậy vẫn là ổn. Và quan điểm kỹ thuật là gì? Quan điểm kỹ thuật là vùng 15 sẽ trở thành cái trend hỗ trợ cho cổ phiếu này. Các anh chị tiếp tục quan sát cổ phiếu C4G. Đó, C4G. Thì trong C4G thì cũng có nói đến cái câu chuyện là đầu tư công, và ở đây một cái nhịp hỗ trợ đây khoảng vùng 10. Bây giờ sau đó thì chúng ta đang tiếp tục phân tích lên và nâng cái target của em này lên khoảng vùng 13. Xem nào, trong tuần thì bây giờ đang test trả lại cung như này thì cũng được, không sao cả, vùng hỗ trợ đây. Anh chị nào đang cầm cổ phiếu này ở vùng 11.5, chúng ta tiếp tục quan sát và tiếp tục nắm, không có sao cả. Cổ phiếu nhà Từ Liêm, NTL. Nhà Từ Liêm thì target mà chúng ta đang xây và đang hướng đến ở vùng 28. Đang xây và đang hướng đến ở vùng 28. Và trong phiên ngày hôm nay thì nó đang lấp lại cái gap mà nó tạo ra ở bên này. Thì cơ bản như thế này thì cũng ổn thôi, chưa có gì đột biến, chưa có gì xấu. Và phiên ngày hôm nay là nhóm xây lắp bị chốt các anh chị nhé, nên là nó có những điểm trả cung. Thì anh chị nào đang cầm con này thì quan sát ở khoảng vùng 26.2, không gãy chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành rất là mạnh, và cũng đã có những cái dự báo về những cái sóng ngành của nhóm này, đó là nhóm cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại thì giá dầu cũng đang tăng, vàng thì đang giảm dầu. Giá dầu hiện tại là đã vượt mốc 50 đô một thùng, thì đấy cũng là cái thông tin tích cực để ủng hộ giá dầu. Tuy nhiên là cũng có nói chia sẻ rồi, cái quan điểm giá dầu nó chỉ là cái mắm muối thôi, để nó thêm vào cái câu chuyện là tăng giá của cổ phiếu. Còn cổ phiếu nhóm P đã hình thành một cái nền tảng tích lũy rất là dài và rất là xa rồi, để nó có thể đi vào những cái trend rất là trung hạn. Thì cổ phiếu GAT ở trong nhịp này chúng ta đang nói đến ở khoảng vùng giá 95, sau khi mà cổ phiếu vượt 90 có những điểm test cung ở đây, thì hoàn toàn khuyến nghị các anh chị chúng ta tiếp tục cầm nắm. PLX đến thời điểm hiện tại trong bản tin tuần thì cũng chính thức là hoàn thành cái vùng ở đây, đó là vùng 56. Và sau khi hoàn thành vùng 56, phiên này nó tạo gap này, nó tạo gap như thế này thì nó sẽ lấp lại thôi. Có nghĩa là gì? Nó đã tạo được như thế này thì nó sẽ tăng tiếp. Đó, và cái những cái điểm mà chúng ta sẽ quan sát của PLX đó là khoảng vùng 56.5. Nếu như nó có những cái điểm lực cầu quay trở lại và đánh break lên khỏi vùng 56.5 này, thì cái cơ hội và cái target mà chúng ta có thể xây PLX ở trong nhịp này khoảng vùng 6X, sóng P mà các anh chị, nên là chúng ta cứ xây thôi. Mà xây có cơ sở chứ không phải là xây vớ xây bẩn. Cái quan điểm của nó là như vậy. Rồi, PVS hoàn thành target 20/20. Hoàn thành target trên 20/20. Đấy, ví dụ tuần trước nó đang nằm ở dưới này, và chúng ta nâng target lên đến trên này, tức là cái tuần kết thúc tuần giao dịch cũ là đang khoảng 17.3, mà chúng ta nâng lên 20, tức là tăng cũng tương đối anh chị, 2.700.
Đó, thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ bình tĩnh từ từ để chúng ta nâng dần cái target. Và với cái lực cầu hiện tại và nhóm P nó đang đi như thế này thì nó cũng sẽ trở thành những con trâu điên. Vùng 20.5 đến vùng 20 đó là những cái vùng mà anh chị sẽ quan sát giúp Hùng ở phiên ngày thứ hai tuần tới để chúng ta có thêm cái định lượng. Nhưng mà chắc chắn rằng cái xu hướng để PVD xin lỗi cả nhà, PVS về khoảng vùng 22 khả thi. Sóng P mà thậm chí là nhịp này còn kéo lên vùng 23 24 nhưng mà chúng ta xây như thế đã. Cổ phiếu PVD rồi, PVD hoàn thành vùng 18 trên 18 và chính thức là phải nâng target của PVD, PVD trong tuần luôn. Nhóm dầu khí vùng hạn mức bất thường này, 16 là khuyến nghị mua thêm này. Hạn mức bất thường này, sóng P này và rất là khỏe này, tức là ngày mùng 4 tháng 1 đã có những cái dự báo về PVD cực khỏe này. Rồi, xong đến ngày mùng 6 tháng 1. Ngày mùng 6 tháng 1 thì chúng ta nói đến PVD hình như có nâng target không nhỉ? Vùng 17, 17.5 và sẽ quyết định sẽ có những cái định lượng thêm đạt 19, PVD đạt 19 đến 19. Thì thường ngoài những cái phân tích hàng ngày các anh chị thì Hùng sẽ có những cái bảng phân tích định lượng thêm, định lượng thêm các cái nhóm ngành ở giữa tuần như này để các anh chị chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là ok. Đó, ví dụ là PVT nó là vẫn giữ nguyên target 15 này, gap là đạt 90 trên 90 này, đi vào test cung thêm 1 đến 2 phiên ổn định này, nâng target lên vùng 95 này, sóng P và sóng P nên sẽ cần gắt để lít dòng giữ nhịp cho dàn thị trường, nên là đây là cái xu hướng tạo lập sẽ kéo gắt đó, ví dụ như vậy. Thì chúng đã tổng hợp rất nhiều tất gần như tất cả các cái mã cổ phiếu của nhóm P, thì đây là những cái giá trị mà các anh chị sẽ nhận được khi mà về đồng hành cùng với ông Lê. Rồi sau khi mà đạt được ở đây thế thì chứng tỏ là chúng ta nâng nâng target của PV là xem lại 19 trên 19. 19 trên 19, 19 trên 19. Rồi, 19 trên 19 và bây giờ là về đến vùng 20. Tức là target tuần là 19 trên 19 và chính thức là trong phiên ngày hôm nay thì PVD đã về đến vùng 20. Target phụ rất là tuyệt vời. Và khi về đến vùng 20 này thì PVD sẽ đi vào nhịp test cung anh chị. Nhịp test cung này sẽ bắt đầu từ tuần tới và sau nhịp test cung này thì cùng sẽ quan sát cái sự vận động của PVD để nâng tiếp tục nâng target của PVD lên hay không, thì đây sẽ chờ quyết định trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì ở khoảng vùng giá 20, 20 và khoảng vùng 19.19, 19.5, vùng này nó là vùng rất là hợp lý để cho PVD nghỉ ngơi lại trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo. PVT đây là ba con P mà cùng rất yêu thích, PVS, PVD và PVT, khuyến nghị cho anh chị em chúng ta đầu tư cầm giữ. Và phiên ngày hôm nay hoàn thành vùng giá mục tiêu 15 trên 15 và cũng chính thức là phiên ngày hôm nay đã tạo thành một cái gap như này, thì cái xu hướng để cổ phiếu này mà lấp lại gap này khoảng vùng 15.3 trước khi hình thành nên một cái nhịp tăng tiếp theo. PVT còn tăng được nữa không? Tăng được, khả năng sẽ lên được khoảng vùng 16 đến vùng 17. Tuy nhiên trước khi lên đến vùng này thì cũng sẽ cần cái nhịp test cung ở đây. Rồi P mấy con P nữa nhỉ? OI. Đối với OI thì sau một cái nhịp đây, nhịp nghỉ ngơi ở đây của OI đây thì cũng đã có phân tích cho các anh chị ở trên room rồi. Vùng 11.8 đến vùng 12.2. Đó. 11 đây này các anh chị này, ví dụ như này, OI. Đấy, 11.8 đến vùng 12.2 tích lũy đủ năng lượng thì sẽ tiếp tục kéo. Bay vùng 12.2V trên 3 triệu cổ phiếu thì target 13 vẫn giữ nguyên, nôm na là vẫn giữ nguyên cái target vùng giá mục tiêu là vùng ở 13 13. Phiên ngày hôm nay thì oil không giữ được cái vùng giá cao nhất, nhưng với một cái tín hiệu như thế này, tức là năng lượng tích lũy, tích lũy năng lượng ta phải vẽ màu xanh cho nó đẹp đúng không? Học kiến trúc vẽ xấu quá anh chị mắng cho. Rồi nó sẽ tích lũy đủ năng lượng đây thì sẽ lên vùng 13 rồi. BSR, BSR con trâu điên đó các anh chị nhìn thấy chưa? Và BSR thì cũng đang nâng cái target của BSR đây, BSR target đây này, xu hướng về 12 đó. Thì những cái này những cái này sẽ đã được xây rồi, đã được xây trong trong quá khứ rồi, bởi vì ông nhìn thấy những cái
tiềm năng của cổ phiếu có thể đi được, và phiên ngày hôm nay thì cũng rất là đẹp. POVK thì như thế nào? POVK ở đây bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái target của em này ở khoảng vùng 14.5 đến vùng 15. Hiện tại thì POVK cũng đang nghỉ ngơi và tích lũy lại năng lượng sau một cái nhịp chạy như thế này thì cũng hoàn toàn là hợp lý thôi. Thì các anh chị sẽ quan sát cho ủng hộ khoảng vùng 13.7 đến khoảng vùng 14. Đấy là vùng 13.7. 13.7 đến vùng 14 anh chị nhá. 13.7 đến vùng 14 là cái vùng hỗ trợ của em này để chúng ta sẽ tiếp tục có những cái quan sát tiếp theo. Pet thì đánh hơi nháo, con này là nó thiên về cái chiều hướng đầu cơ và cái target mà chúng ta đang xây ở đây đó là khoảng vùng 18. Cổ phiếu PXS là một mã cổ phiếu mà ông có nó rồi, nhân tố mới. Các anh chị có thể xem lại trong bản tin tuần trước. Đó, khi bản tin tuần được phát đi thì ông có nói đến PXS đang là một nhân tố mới. Đó chính là cái điểm kết tuần này. Thì cái nhân tố mới các anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy là nhân tố mới. Ông đã nhìn thấy được cái lực đánh của dòng tiền và một cái xu hướng của dòng tiền khi mà bản tin số 137 được phát đi, anh chị có thể xem lại. Và nhân tố mới này thì đã đẩy cổ phiếu PXS lên cái vùng cao nhất ở vùng 9 và nó đang trả cung. Thì những cái điểm trả cung ở đây, vùng 8.3 đến vùng 8.5, đây là cái vùng mà ông đang khuyến nghị anh chị em nhà đầu tư tiếp tục bắt để đưa cái nhịp này của PXS về vùng 10. PXS cũng chính thức là một mã cổ phiếu nằm ở uptrend trung hạn và cái mã cổ phiếu này thì nó liên quan đến cái câu chuyện là đầu cơ nên là nó chạy sẽ rất là khủng. Rồi chúng ta chuyển sang nhóm banh để chúng ta xem thử là trong tuần vừa qua thì nhóm banh đã tạo lập thị trường như thế nào. Thì khi mà bản tin 137 được phát đi thì ông còn đánh giá rằng là nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ còn một cái lực kéo. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường cần lên điểm thì sẽ phải cần đến cái nhóm banh rất là khỏe, rất là mạnh. Và trong cái dự báo về cái điểm tăng số, điểm số tăng của thị trường đó thì sẽ cần đến cái nhóm banh và chúng ta sẽ đánh giá cái nhóm banh này sẽ tăng được đến đâu và khi nào thì hết, đúng không? Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải nói đến. Ở Vietcombank đến thời điểm hiện tại là đã đánh bay ra khỏi một cái nền hỗ trợ, một cái nền kháng cự, và như vậy thì Vietcombank sẽ hình thành một cái nền giá mới, và cái nền giá mới của Vietcombank sẽ hình thành ở quanh nền 103. Và xu hướng Vietcombank có kéo tiếp hay không thì khả năng là kéo tiếp, bởi vì điểm số của thị trường và cái tính giao dịch thanh khoản của thị trường trong thời điểm hiện tại. Mã cổ phiếu BIDV thì cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 50/50 và sau đó thì bid đang có một cái nhịp trả cung lại nhẹ nhàng ở đây. Thì những cái nhịp trả cung nhẹ nhàng ở đây thì cũng đang tính toán ở khoảng vùng 48 đến vùng 48.5. Anh chị có thể xem thêm. Mã cổ phiếu ACB cũng chính thức là đã đầu quân cho sàn hốt và ACB thì khi mà đây cái vùng 27.5 đến vùng 28 là nhiều anh chị có hơi hoang mang về một cái xu thế của cổ phiếu. Tuy nhiên cái quan điểm là cái kiên nhẫn ấy, cái sự kiên nhẫn của mình nó sẽ làm nên cái thành công, và kiên nhẫn nó không không phải là lì lợm. Kiên nhẫn ở trên góc độ là chúng ta đã phân tích một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm khi mà cổ phiếu chưa có những cái dấu hiệu vi phạm về mặt tín hiệu kỹ thuật. Bản thân ACB trong tuần hoàn thành 30/30 và xu hướng thì có thể ACB sẽ có những điểm test cung nhẹ lại ở khoảng vùng 29.3 trước khi mà ACB có thể hình thành một cái xu hướng ở đây thì mình sẽ xem những cái nhịp test cung cầu ở đây. MBB và công thương. MBB trong tuần vừa qua thì cũng đã có một cái lực tăng rất là khỏe khi mà cổ phiếu này đã break thành công lên nền 24 và sau đó thì MBB đã một mạch là kéo thẳng về đến cái vùng kháng cự của cổ phiếu MBB đây, đó là khoảng vùng giá 27.5 đến vùng 28. Về mặt kỹ thuật thì sang tuần tới MBB sẽ có thể có những cái điểm đánh tiệm cận về đến cái vùng này trước khi mà nó có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Lực đánh hiện tại của MBB thì cũng tương đối là tốt và gần như MBB thì cũng không còn cái lực cản nào ở đây nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát thôi. Công thương, mã cổ phiếu công thương thì trong tuần cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu
ở vùng giá 38 trên vùng 38, và sau khi mà nó break khỏi vùng này á, thì nó đang kéo lên ở vùng 4x, nhưng mà nó sẽ chưa chạy được ngay đâu, nó sẽ trả lại cung. Và chúng ta sẽ quan sát những cái nhịp trả cung lại ở vùng 38 trước khi mà chúng ta có những cái điểm mua gọi là hạn mức bất thường. Trước khi có những cái điểm hạn mức bất thường ở đây. Đó, ví dụ khi công thương hình thành ở cái nền này thì chúng ta nói đến cái nền hỗ trợ của công thương ở vùng 33.5 đến vùng 34, trước khi mà chúng ta đưa cái target của cổ phiếu này lên vùng 37 đến vùng 38. Cổ phiếu Techcombank, TCB là Techcombank ở vùng giá 30 đến vùng giá 30.5 ở đây. Khi mà chúng ta phân tích ở đây, các anh chị nhớ lại là khi mà ông có phân tích trong bản tin tuần 137 thì ông có nói đến cái câu chuyện là nó lấp lại ở vùng 30.5, và cái điểm mua hạn mức bất thường thì đã được cấp ở ở tuần 136, và sau đó thì chúng ta nâng target lên vùng 34. 34 thoát thì chúng ta đưa target này lên vùng 36. Và 36 hiện tại là đang đội đầu 36 thì chúng ta sẽ có thêm 1 đến 2 điểm test của Techcombank. Trong cái điểm đánh này thì cũng đang kỳ vọng là dự cái target của Techcombank sẽ đánh lên khoảng vùng 4x. 4x là hoàn toàn khả thi, bởi vì hiện tại cái đường đánh của Tech cũng đang khá là đẹp, thì các anh chị đang cầm hàng này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm thêm. HD Bank của chị Thảo cũng chạy rất là tốt. Và khi mà các anh chị nhớ lại những cái điểm ở dưới này, HD Bank nó không tăng được. Rất nhiều những anh chị kêu ca phàn nàn thì Hùng có nói rồi, là niềm tin của Hùng Lê đang đặt rất lớn lên vai của HD Bank. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm HD Bank nó không tăng, nó cứ vòng vo ở đây. Và đến thời điểm đó thì chúng ta có thể thấy rằng là HD Bank đã đánh chính thức từ vùng 20, và hôm nay là đã lên đến, sau khi mà hoàn thành vùng 26 chính thức là trong cái target tuần của chúng ta 26 mà đóng cửa vùng ở 27. Nó gần lên đến vùng 28 thì từ vùng 8, 8 trên 20 như vậy thì đó, niềm tin nó nằm ở chỗ đó, chúng ta cứ kiên nhẫn thêm thôi. Thì ở thời điểm hiện tại HD Bank sẽ có những nhịp test cung lại ở quanh vùng 26.5, các tài khoản đang cầm, chúng ta sẽ quan sát lại cái vùng hỗ trợ này. VPBank cũng đã có một điểm mua cấp điểm mua hạn mức bất thường cho target sau khi mà em này hoàn thành ở đây vùng 33 thì chúng ta xây target ở khoảng vùng 36, nếu không nhầm thì VPBank đang ở xây target ở vùng 36. VPBank search lại cho em. Ngày mùng 5 thôi, mọi người đang bình chọn cái liên hoan ngày mai nên là nó đang hơi nhảy trên bảng này thôi. Ok, đó thì VBank hiện tại là chúng ta đang xây target 36 đến 36, và dự thì VBank sẽ có những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật. Khi mà đội trần á, thì bao giờ nó cũng chỉnh lại khoảng vùng 34.5, khoảng vùng 34.5 ở đây, 34.5, 34.6, trước khi mà nó sẽ hình thành lên một nhịp đánh về khoảng vùng 37 đến vùng 38, bởi vì bank nó vẫn còn cái dư địa nó rất là tốt. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm VBank anh chị nhé, chúng ta tiếp tục cầm. Rồi trong nhóm bank thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các cái mã cổ phiếu Tiên Phong Bank. Thì cái mã cổ phiếu TPB target em này xây ở vùng 28 trên 28 thì đã hoàn thành từ cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 26.3. Với những cái tín hiệu hiện tại của TPB thì em này đã có 3 phiên test lấp gáp rất nhẹ nhàng ở đây, và với ý đồ này thì kỳ vọng là em này sẽ đánh tiếp một nhịp nữa về khoảng vùng giá 3x. Chúng ta tiếp tục cầm cổ phiếu VIB. Em này em VIB là đánh nhịp xổ số, và nhịp xổ số thì đây chúng ta đang xây một cái target cho em ấy là vùng 35 đến khoảng vùng 36. Đấy, chị đẩy đây đây. Trong tuần vừa rồi thì cũng đã đạt được target này, và sau khi đạt xong thì cổ phiếu này nó lại xu hướng sẽ test lại cung 34. Test lại cung 34 không gãy thì lại túc tắc lại đánh thêm nhịp nữa. Đấy, cái cổ phiếu này giờ đi nó cũng khá là hay. Có khi là cứ túc tắc thế này là lại nhúc nhác lên đến 4x đấy các anh chị. Ta bình tĩnh thôi, chúng ta xem lại vùng 34. Không gãy thì các anh chị tiếp tục cầm nắm. Cổ phiếu STB rất là tuyệt vời. STB thì cực kỳ tuyệt vời chứ không phải là tuyệt vời nữa. Bởi vì STB cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông đã phân tích định hướng và khuyến nghị cho các anh chị đầu tư qua dòng thời gian,
Và đến thời điểm hiện tại, kết tuần thì STB đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 19 trên 19. 19. STB. Rồi, Zalo search nó còn không ra nữa, quay cu đơ rồi. Thôi kệ nó. Vùng 19 đến 19 và STB sẽ có những cái điểm trả lại cung cầu ở đây. Thời điểm hiện tại thì STB đẹp quá rồi. Và STB, các anh chị nhớ một cái thương vụ mà bán vốn của STB thì Hùng đã có nói rồi. Cái thời điểm STB đang ở khoảng vùng giá 10 đến vùng 12 thì Hùng bảo rồi là kiểu gì thì kiểu STB cũng sẽ đánh về khoảng cái vùng mà bán vốn, thì vùng dự kiến bán vốn là khoảng vùng 17 18 và bây giờ là vùng 19 tháng 4. Và với dư địa hiện tại của STB sẽ tiếp tục đánh. Sẽ tiếp tục đánh và sẽ đưa cái target của STB lên khoảng vùng 20.5. 20.5. Sang tuần thì STB sẽ có những cái điểm test trả lại cung cầu ở đây một tí anh chị nhé, chưa chạy luôn được đâu, và nó sẽ trả lại test lại cung ở vùng này, hợp lý thì nó sẽ đánh tiếp. Vùng 19 đến vùng 18.5 trở thành một cái vùng hỗ trợ của STB ở trong nhịp này, gọi là vùng hỗ trợ cứng để đưa target tiếp theo lên của STB. Cổ phiếu SHB, rất nhiều những anh chị em là chúng ta cứ sốt ruột làm gì, SHB sẽ đánh, quả ngọt nó sẽ từ từ. Vùng tích lũy của nó 16.6 đến vùng 17 và dự cho target hiện tại của SHB ở khoảng vùng 2x, đấy là target ngắn, còn xa hơn thì chúng ta sẽ chờ. Sang tuần phiên ngày thứ hai có thể có những cái điểm test cung lại ở vùng 18.6 đến khoảng vùng 19, tức là SHB nó sẽ hình thành lại một cái nền tích lũy cấp 2 của nó ở đây. 18.6 ở đây đến vùng 19 anh chị nhé. Rồi, nhất trí chưa? Nhất trí thì chúng ta cho Hùng lên một cái like rồi và sẽ tiếp tục kéo lên ở mã cổ phiếu SHB. Trong tuần vừa qua thì có thêm mã cổ phiếu BBB nữa. Rồi, BBB cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 16 trên 16 trong phiên ngày hôm nay, mặc dù là chưa thuyết phục đúng không? Hôm nay nhoi lên 16 xong đấy thì bị đạp xuống. Và với cái việc mà nó tạo gáp như thế này thì xu hướng là tuần tới thì nó sẽ có những cái cây nến xanh nó ngồi lên thế này thôi. Đó. Không có vấn đề gì cả bởi vì lực đánh nó đang khá là ok rồi. Và Hùng có nói rồi, cái vùng 14 ở đây trở thành cái vùng đệm để chúng ta nâng cái target của STB xin lỗi cả nhà, BBB lên vùng 16, vượt thoát vùng 16 thì chúng ta sẽ nâng target này lên 18. Và lộn lại dòng thời gian thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mà Hùng khuyến nghị các anh chị cầm nắm mã cổ phiếu BBB để nó thành một VCI thứ hai. Từ vùng giá 10 đến vùng giá 10.5, từ vùng giá 10 mà hôm nay 16 rồi. Đó cũng được 60% rồi các anh chị, 60% trong 1 năm. Chúng ta đầu tư cái gì cho lại ạ, đúng không ạ? Gửi ngân hàng thì bao nhiêu năm, 10 năm cũng chưa được. 1 năm được có 5%, 10 năm mới được 50% thôi. Đó. Thì cổ phiếu BVB mặc dù nó mới lên sàn nhưng cũng nhìn những yếu tố tạo lập của BVB thì đang là cực kỳ tốt. Rồi, thêm một cái mã Kiên Long Bank. Mã này không nhìn ra nhưng mà nó rất là đẹp. Một cái mã cổ phiếu nó đẹp như thế này mà tại sao team của chúng ta lại không tìm ra? Nhưng không sao cả, chúng ta đi chậm trễ đi một tí nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy những cái yếu tố kỹ thuật như sau. Ở cái vùng hỗ trợ 18.7 thì khả năng là sẽ không có cái giá này, nhưng mà cái giá ở vùng 20 ở 19 19.5 đến vùng 20 là có. Và giá 19.5 đến vùng 20 là có. Và cái vùng này thì các anh chị có thể gom vị thế để chúng ta bắt đầu đánh một nhịp mới của Kiên Long Bank. Cổ phiếu MSB mới lên sàn nhưng mà cái lực đánh đội tạo lập cũng rất là khủng. Chính vì vậy nên là trong phiên ngày hôm nay chính thức là khuyến nghị mua. Thì một số anh chị là đã đặt ở khoảng vùng giá 20.1 20.1 để 20.2 để gọi là kê lệnh mua, tranh mua. Ở đây này. Đó. Rồi 20.1 thì đó, 20.05, 20.1 đây để kê lệnh mua ở đây. Và khi chúng ta mua được vị thế rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có những câu chuyện tiếp theo. Về mặt lý thuyết là một mã cổ phiếu banh mới lên sàn mà có được một cái khối lượng giao dịch trên 7 triệu cổ phiếu một phiên thì đây là con cá mập các anh chị, và chúng ta phải bắt con cá mập này. Đó, và bắt như thế nào thì bây giờ chúng ta phải dò thêm một tí, tại vì là cái lúc mà con này nó đi ở vùng này này là Hùng đã nhìn rồi, nhưng mà Hùng nhìn ở đoạn này thì cũng chưa dám khuyến nghị. Cũng đang định chờ nó hạ xuống một tí nữa thì sẽ khuyến nghị để bắt, nhưng không ngờ là nó không xuống mà nó đánh ba cây như thế này. Đó thì con này các anh chị nốt lại, đây là con cá mập mà chúng ta cần phải chiến đấu.
Theo thông tin nội bộ thì bạn đang bảo là đánh lên khoảng vùng 24-25 gì đó, nhưng mà cái đó thì chúng ta chờ thêm thôi, chứ cái này thì mình cũng không 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 rõ lắm. Nhưng mà lực đánh của em này là rất là ok. Rồi, cổ phiếu VCI đến thời điểm hiện tại thì nó như thế nào? Hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đặt ra ở đây là vùng 60 đến 60. Thì vùng này bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ và cổ phiếu VCI sẽ có xu hướng tích lũy lại cung cầu ở vùng này. Đó, dòng tiền các anh chị nhớ lại là khi mà có phân tích đây thì khi dòng tiền mà đang cắm đầu như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó có xu hướng về cái sự tích lũy đi ngang của cổ phiếu nó sẽ hết cái động lực tăng, và sau một cái đoạn tích ngang đó thì cổ phiếu nó sẽ hình thành nên một cái nền tích lũy và chúng ta lại bắt cổ phiếu ở một cái xu hướng uptrend. Rồi, HCM đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây cái target của em này từ lên lên vùng 34, 33 đến vùng 34. Từ cái vùng ở đây là vùng 30, tức là sau cái đạt cái target 30 thì chúng ta xây từ 30 lên 34. Tín hiệu hiện tại của HVN thì cũng đang HCM thì cũng đang tương đối là ổn định thôi, chưa có vấn đề gì phải phải sợ cả. Ngay anh chị chúng ta đang cầm, chúng ta sẽ tiếp tục cầm. SSI đang xây lên khoảng vùng 36 đến vùng 37, từ vùng hỗ trợ 33. Thì cái vùng này hiện tại là động lực của SSI trong một tuần vừa qua, có thể là nó đang đi để nó những cái tài khoản nào mà chốt thì sẽ chốt, những cái tài khoản dòng tiền mới cầm vào thì sẽ luân chuyển vào để có thể đánh tiếp cổ phiếu. Thì các anh chị quan sát giúp Hùng, vùng 33 sẽ là vùng hỗ trợ của SSI trong nhịp này. Cổ phiếu thứ ba LHCM, SHS ở trong nhịp này sau khi đạt vùng 24 thì Hùng đã nâng cái target của SHS lên vùng ở đây là bao nhiêu đấy, vùng 27.5 đến vùng 28. Trong tuần thì cũng đang có những cái dấu hiệu tiệm cận của cổ phiếu này lên đến cái vùng kháng cự này, thì các anh chị sẽ tiếp tục quan sát SHS ở vùng này đó. Khi mà nó có những cái tín hiệu chạm về cái vùng này á, thì nó sẽ có những cái tín hiệu gọi là đạp trở lại. Thì những cái điểm đạp này thì chúng ta cũng đang có thể mường tượng thấy ở khoảng tích lũy, nó đang tích lũy lại ở vùng 26 đấy các anh chị này. Đó, thì từ vùng này thì nó ổn định và không có bị bán ra đúng không ạ, và vẫn giữ được lực cầu tương đối tốt, thì target 27.5-28 hoàn toàn ok. Cổ phiếu MBS quá khủng và quá là khỏe luôn. MBS đến thời điểm hiện tại thì cũng hoàn thành luôn cái vùng mục tiêu 20 trên 20. Và MBS sẽ tiếp tục có những điểm test cung nhẹ nhàng lại ở vùng 20 đến vùng 20.5 trước khi mà lại hình thành lên một cái nhịp kéo tiếp theo đây. Đó, hình thành lên một cái nhịp kéo tiếp theo đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở những cái điểm vùng 20 đến vùng 20.5. CTS nào, CTS. CTS cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá ở đây, đó là vùng 17 trên 17, và sau đó thì CTS đang tiếp tục test cung. Trước khi mà CTS có thể đẩy mắc lên được đến khoảng vùng 19.5 đến vùng 20, với tín hiệu hiện tại của CTS như này thì các anh chị sẽ quan sát giúp Hùng ở vùng giá 17 đến vùng 17.5 để chúng ta xem cái bệ đỡ của nó ở đây như thế nào. Ở trong nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta còn có thêm mã cổ phiếu VIX hôm nay giao dịch trở lại và giao dịch ở giá trần. Thì đối với cái kịch bản mà chúng ta phân tích VIX ở đây, đó là ở vùng giá 26.5 đến vùng 27, đó là cái target mà chúng ta đang xây. Vùng hỗ trợ của em này ở vùng 22, vùng 22.5, thì như vậy là tín hiệu của VIX hôm nay đang đóng cửa như thế này, thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm và có thể canh chốt ở những cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 26.5 đến vùng 27. Cổ phiếu AAS cũng là một cái mã cổ phiếu phát hiện sau đúng không ạ, và cuối cùng thì nó cũng đã chịu gọi là cho chúng ta thành quả, và trên cái thành quả đó thì cũng đang kỳ vọng một cái điều nó lớn hơn, đó là sẽ chờ đợi một cái cây nến mà cổ phiếu này đánh về mệnh vượt thoát mệnh 10, sau đó test 10 xong, test 10 ổn định, lực cầu ổn định, thì nhỡ may nó đánh, Hùng vẫn nói vui với mọi người là nhỡ may nó đánh về 15 thì làm thế nào, thì lúc đó thì chúng ta sẽ là có một cái gọi là một cái cổ phiếu rất là ok đúng không ạ, với em này. Cổ phiếu chứng khoán tiếp theo VND. VND thì cũng đã có cảnh báo rồi, cảnh báo cho các anh chị trong bản tin phân tích tuần trước, đó là
vùng giá 30 đến vùng giá 31, maximum ở vùng 32 thì chúng ta sẽ canh ra khoảng tầm mắc ở khoảng 60% tỷ trọng, và sau đó thì chúng ta sẽ chờ các cái tín hiệu tiếp theo. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có cảm giác rằng VND đang bị phân phối, các anh chị lưu ý. FPT rồi, FPT là cũng chính thức, à đâu, xin lỗi cả nhà, FTS. FTS mới là chứng khoán nhá, gõ giật mình sao lại giá 60. FTS cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 18/18, và ở phiên ngày hôm nay đang là những phiên tạo gap thì nó sẽ lấp gap, và mục tiêu của FTS có thể đánh nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng 20. Tín hiệu cầu đang khá là tốt các anh chị, chúng ta sẽ quan sát thêm 1 đến 2 phiên nữa ở phiên ngày thứ hai đến phiên ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ có thêm cái định lượng chính xác hơn về cái target ở vùng 20 này. Nhóm chứng khoán còn mã nào nữa không các anh chị nhỉ? FTS, VND, VXX, ASB, VS. Chúng ta sẽ phân tích cái mã cổ phiếu BVS, đang mong nó chỉnh nhưng mà nó chưa chỉnh. Vì sao lại nói đến mã cổ phiếu BVS? BVS là một cái mã cổ phiếu, nó là con trâu điên. Và xét về những cái yếu tố tạo lập bây giờ nó dựng, tức là bản thân BVS thì cũng đã có khuyến nghị đầu tư rồi, và đang giữ lại 30% hàng. Đó, đang giữ lại 30% hàng sau khi những cái điểm chốt đó thì đang khuyến nghị 30% hàng. Thì xét những cái yếu tố tạo lập trong quá khứ, BVS là một mã cổ phiếu mà đội tạo lập đánh cực kỳ khủng hoảng, toàn nhân 3 thôi. Đó, từ vùng giá 10 đánh lên 40 ví dụ như vậy, thì bây giờ vùng 8 mà đánh lên 3 là lên cũng 24, cũng nhân 3 rồi đấy. Nhưng cái câu chuyện về BVS ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn nhận ở một góc độ như này. Đấy, để anh chị tham khảo. Thứ nhất, đó là cái nền 21.5 đến nền 22 nó sẽ trở thành một cái nền xây mới, sẽ một thành một cái nền xây mới của BVS ở thời điểm hiện tại. Và cái vùng hỗ trợ của nó ở vùng 23.1 ở đây thì đang kỳ vọng là BVS sẽ rơi về lại vùng, sẽ rơi lại về lại vùng này. Đó, không biết có rơi được hay không thì chưa biết, nhưng mà ít nhất là vùng 23 thì chúng ta sẽ từ vùng này chúng ta sẽ canh để chúng ta mua, thăm dò thêm những cái tài khoản mở mới thì chúng ta mở mua mới thì chúng ta sẽ thăm dò thêm những tài khoản đang cầm nắm thì chúng ta tăng thêm tỷ trọng ở vùng này thì nó cũng sẽ rất khá là ok. Ôi, Hùng làm ngụm nước đã, khát nước quá. Rồi, Hùng sẽ đi phân tích nhanh mã cổ phiếu của nhóm ngành thép, và sau đó thì sẽ đảo qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản các anh chị nhé. Đầu tiên là HPG. Thời điểm hiện tại HPG đang xây target ở khoảng vùng 44 đến vùng 45. Trong hai phiên cuối tuần thì động lực đi lên của HPG nó cũng không được thực sự là tích cực. Vì vậy chúng ta sẽ quan sát thêm ở khoảng vùng 42 đến vùng 43. Đây là cái vùng mà dự kiến thì sang tuần tới thì Hòa Phát cũng đang cần thêm thời gian để tích lũy lại thêm vùng này, và cần một cái lực cầu đánh để lên được cái vùng mắc target của chúng ta đang xây ở đây. Cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen thì đang đưa lên cái target ở đây là vùng bao nhiêu đấy ạ? Khoảng vùng 25. Cũng khả thi thôi. Với cái tín hiệu như thế này thì Hoa Sen hoàn toàn khả thi ở vùng 25. NKG. NKG chính thức ở trong tuần thì đã đạt cái kỳ vọng của chúng ta, đó là vùng 16, trên vùng 16. Và đang có những cái điểm test kỹ thuật, thì các anh chị lưu ý những cái điểm test kỹ thuật của cổ phiếu này có thể tính toán ở khoảng vùng giá 15.5, không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm, còn nếu mà gãy thì thôi thì chúng ta sẽ bán. Còn cái cách đi của cổ phiếu Nam Kim là Nam Kim cũng đang đi vào những cái trend kỹ thuật rất là dài và trung hạn. Đó, thì cái dư địa để Nam Kim đi lên là Hùng đánh giá rất là cao, là đang còn. TLH rồi. TLH ở thời điểm hiện tại Hoàn cũng chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 7.5, trên 7.5, và em đang có những điểm test cung cầu đây rất là đẹp. Với những cái điểm test như thế này thì hoàn toàn kỳ vọng sẽ đánh về vùng 9. TLH sẽ có một target về vùng 9 là khả thi đấy. TVN thì hỗ trợ đoạn này thì đánh hơi kém rồi, hỗ trợ vùng 8 và kháng cự vùng 9. Còn TVN thì cũng có khuyến nghị các anh chị đâu đó bắt ở vùng nào nhỉ, vùng 7 đến vùng 7.3 này hay sao này.
Đúng rồi, và sau ở đây ở vùng dưới dưới này thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ đi phân tích thêm một số các cái nhóm ngành tiếp theo. Đầu tiên là nhóm cảng biển VSC. Ở VSC thì cực kỳ là khủng hoảng rồi, và cái target vùng 60 thì đang gần hướng về đến đây rồi, và đây là một cái mã cổ phiếu có thể nói là rất là khủng luôn của cái nhóm ngành này. TCVK là một mã cổ phiếu cũng khuyến nghị đầu tư rất đẹp. Ok, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 28 trên 28, phiên ngày hôm nay test cung. Test cung cũng cực kỳ đẹp luôn, và cái vùng 28 này trở thành cái vùng hỗ trợ của nó cho cái target tiếp theo ở khoảng vùng 30. Rồi, cổ phiếu HAH giao dịch như thế nào các anh chị nhỉ? HAH. Rồi, HAH cũng coi như chính xác là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây, vùng 19.5 đến vùng 20. Đó, phiên ngày hôm nay thì gần chạm suýt soát thì nó bị lao trở lại, nhưng mà cái lực lao này thì nó cũng chưa đáng ngại, và cái xu hướng thì nó sẽ đánh về được lại cái vùng cũ của chúng ta. GMD thì đang hiện tại là đang đặt cái target của em này ở vùng 34 đến vùng 35, chưa có target mới và vận động ở trong này thôi. CCL đây là một cái mã cổ phiếu có thể nói là cũng là siêu đầu cơ, và đến thời điểm hiện tại thì cái target mà chúng ta đang nói đến đó là vùng 10.5. Vùng 10.5 và lực cầu thì đang đi khá là tốt như này, thì cái xu hướng là tuần tới sẽ có một cái cây nến xanh như này ngồi để đánh vượt thoát vùng 10.5 và đưa cái target em này lên khoảng vùng giá 11.5 đến vùng 12. Cổ phiếu VNA. VNA thì đó, VNA thì cũng có nói rồi, nó cũng không có gì đặc biệt cả, vùng 3.5 3.7 hỗ trợ. Thì thế là chúng ta mua thôi, và có thể vùng kháng cự 4.4 đến 4.5 ở đây thì chúng ta bán, như vậy là chúng ta cũng được một cái tỷ lệ lướt lát tương đối. Phiên hôm ngày hôm nay thì VNA đang lấp lại gap thôi, nhưng mà cái lấp gap này thì nó cũng không phải là đáng ngại, và xu hướng nhịp này thì VNA có thể đánh chạm về vùng 6. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel thì cũng có khuyến nghị hai cái mã cổ phiếu cơ bản nhất, đó là VGI. VGI ngày hôm nay là tung bay nóc nhà, tung bay sát pháo đúng không ạ? Đó, và khi mà chúng ta nắm được những cái quy luật về sự vận động của cổ phiếu, về dòng tiền. Đó, ví dụ như là VGI có những cái điểm sau khi mà nó đạt đến cái target ở vùng 35, nó có những điểm trả cung không gãy ở khoảng vùng 34 đến vùng 34.4 ở đây đúng không ạ? Thì nó sẽ tiếp tục kéo về cái vùng mục tiêu, và trong phiên kết tuần thì đã hoàn thành vùng 38 trên 38. CTR không cũng không có gì thay đổi cả. Team Cùng Lê thì đang phải gồng lãi cái em này rất là khổ luôn, khổ sở vì CTR. Bởi vì cái target cứ xây đến đâu thì nó đi chắc đến đấy, và dự kiến tiếp tục cống hiến về khoảng vùng giá 80. Mã cổ phiếu QNS đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây một cái target ở đây. QNS thì điểm này hơi xấu rồi, các anh chị có thể canh chốt được. QNS đang xây ở khoảng vùng giá 41 đến 41.5. Cổ phiếu SBT là đang xây target vùng 22, và trong tuần thì đã có những cái điểm đánh chạm 22, kết tuần thì đang đóng ở vùng 21.8, thì target này thì hoàn toàn khả thi thôi. Và dự khi mà cổ phiếu chạm về vùng này thì nó sẽ hình thành một cái nền tích lũy ở vùng 21, sau đó nó sẽ đánh đánh tiếp, và có đánh vượt được thoát vùng 22 không thì phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ cập nhật thêm, với cái tín hiệu lực cầu hiện tại như thế này là nguy cơ cao là đánh. SLS mía đường Sơn La không có gì thay đổi cả, đường về 85 đó là mục tiêu của em này. Đó, thanh khoản nó hơi thấp thôi nhưng mà nó cứ túc tắc nó đi, và chúng ta phân tích cái sóng lên của SLS từ vùng giá 55 đến vùng 56 và hiện tại là đang đưa về vùng 85. Cổ phiếu LSS một cái mẫu hình đánh dài cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Sau khi mà nó tích lũy đẹp ở vùng 7.5 7.8 hai cây trần. Sau hai cây trần đó thì nó đang bị đổ. Đương nhiên rồi, bởi vì là cái target mà chúng ta xây từ cái vùng này lên đến vùng 10. Đó, và khi đạt đến vùng 10 xong thì nó sẽ đổ thôi, nó đổ và nó tích lũy lại. Thì nó đẹp nhất là nó tích lũy lại, xây lại vùng ở khoảng quanh vùng 9 đây này, nó xây lại ở đây khoảng vùng 9 đến khoảng vùng 9 chấm 9.3 nôm na là quanh vùng này, trước khi mà hình thành nên một cái nhịp đi tiếp theo ở đây. Danh mục các mã cổ phiếu của nhóm ngành dệt may gồm có TCM,
TCM đang xây lên vùng 6x và phiên ngày hôm nay thì TCM đã đạt được đến vùng 58 trên 60, như vậy là có cách khoảng tầm 2.000 nữa thì sẽ đạt được target. Và dòng tiền đang ngóc đầu đi lên mạnh mẽ như thế này thì target 60 là hoàn toàn khả thi. Mã cổ phiếu TNG khuyến nghị đầu tư nắm giữ, và target mà chúng ta xây ở đây nó là vùng 18. Sau một cái điểm đánh break lên đây thì TNG nó hình thành một cái vùng 16.3 đến 16.7, đây là cái biên tích lũy để giúp cho TNG đánh về vùng 18. VGG đến thời điểm hiện tại. GG đó, VGG đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến. Xu hướng là tích lũy lại ở khoảng vùng giá 40. Cổ phiếu VGT. VGT đẹp rồi đấy. VGT thì chúng ta phân tích ở từ vùng 8.5 nhỉ, 8.7 thì ở dưới này, và chúng ta đưa về cái target 10.5. Và trong cái bản tin phân tích tuần 137 thì cũng có đưa cho anh chị ở đây ở khoảng vùng 10 là vùng hỗ trợ, và từ vùng 10 này thì xu hướng về dòng tiền là sẽ đánh về khoảng vùng 11.5. Ok, ổn, VGT vẫn đang đánh rất là tốt. Cổ phiếu EVE, mẫu hình cổ phiếu đánh dài. Và có nói rồi, tức là cái cách đánh của EVE sau khi mà nó tích lũy xong á, thì nó sẽ chạy nước rút rất là ngon lành. Và mục tiêu thì đầu tiên sẽ đánh chạm về vùng 15 đã. Thoát 15 thì khi đó chúng ta sẽ nói tiếp những cái câu chuyện tiếp theo. Cổ phiếu GIL đã khuyến nghị nhặt. Ở trong tim một lên khuyến nghị nhặt, khi mà cổ phiếu này nó về lại được cái vùng hỗ trợ 40 đến 41 thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm á, thì chúng ta có thể nhặt ở vùng này để chúng ta có thể bán đảo hàng. Cổ phiếu TDT đó, khuyến nghị đầu tư sướng không anh chị? Hôm nay đã về đến vùng giá 21.5. TDT này, không biết tìm có ra không? TDT, ví dụ tìm lại đó, ví dụ như vậy. Thì ngày 16 tháng 12 là khuyến nghị gom TDT. 16 tháng 12 khuyến nghị gom TDT bởi vì TDT lúc đó mới có 13 đến vùng 13.3. Tại sao lại nhìn thấy cái con này? Bởi vì đây 13, hình như đây này. Đúng rồi, 13.3 đây các anh chị. Đấy là cái thời điểm mà khi mà em này em đánh lên một phát ở đây thì cũng đã nhìn thấy được những cái yếu tố tạo lập về dòng tiền ở đây cực tốt, và sau đó nâng target này lên vùng 17, từ 17 nâng tiếp target này vùng lên vùng 21. Ở phiên này thì em ấy hoàn thành luôn cái target rồi, và với cái lực đánh hiện tại của TDT thì nó sẽ đưa cái target này lên được khoảng vùng 25. Tất nhiên phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì sau những cái điểm test tích lũy ở đây, nó phải test lại tích lũy ở lại ở vùng 21 ở đây trước khi mà chạy tiếp. Phân tích các cái nhóm ngành cao su gồm có PHR thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến, tuy nhiên dòng tiền thì cũng đang tương đối là ổn rồi. Thì với dòng tiền này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là em này sẽ đánh chạm về lại khoảng vùng giá 68. Khoảng vùng giá 68, ok các anh chị. Rồi, GVR là khuyến nghị chốt ở khoảng vùng 30 đến vùng 31 rồi. Và chúng ta chỉ giữ lại một cái phần gọi là phần sổ số. Tức là một cái nguyên tắc đó là khi những cái mã cổ phiếu lớn mà ông đã có những cái khuyến nghị chốt đi như là và được nhấn mạnh ấy, thì chúng ta sẽ giữ lại khoảng tầm 30% nữa thôi. Còn lại chúng ta sẽ chốt mắc ở khoảng 60-70% ở những cái vùng này. 30% còn lại chúng ta neo thôi, chúng ta neo đến cùng. Đó, nếu mà gãy vùng 26.5 thì chúng ta bán, không gãy 26.5 chúng ta neo đến cùng. Bởi vì là rất có thể là những cái nhịp sổ số đằng sau nó rất hay. Đấy, thì những nhịp sổ số đấy là cái việc mà chúng ta đề cao cái an toàn của tài khoản nó rất là quan trọng. Rồi, ship ngày hôm nay chính thức là đã lại đánh lại vượt vùng 195. Ship thì thanh khoản nó không có mấy nên là các anh cứ đánh vòng vo thế này thôi. SRC SRC là một cái mẫu hình cổ phiếu khuyến nghị đánh dài, và cái target xây 22 thì đã đạt ở trong tuần trước. Sau đó thì cũng có nói đến con này nó sẽ chỉnh và những cái nhịp chỉnh kỹ thuật lại ở khoảng vùng 20 đến vùng 20.3. Đây là những cái vùng mà các anh chị có thể gom lại cổ phiếu. Thay vì các anh chị mua ở những phiên tiêu ở trên này thì chúng ta đó, khi mà các anh chị tiếp cận đến kênh của ông Lê thì các anh chị sẽ tìm được những cái vùng giá mua rất là ok. Nói cho khán cả cổ rồi, 1 tiếng rưỡi, một tiết học của thầy giáo chỉ có 45 phút là nghỉ giải lao, nhưng mà Hùng Lê đó, các anh chị có thể thấy được rằng là chúng ta làm những cái việc
vì cộng đồng đầu tư đó, những cái mà chúng ta có được. Và chính vì cái điều đó nên Hùng Lê cũng đã nhận được rất nhiều những cái tình cảm của cộng đồng nhà đầu tư, phải nói là như thế. Từ một con số 0 mà đến thời điểm hiện tại là kênh của chúng ta đã có 16.500 anh chị em biết đến Hùng Lê. Đấy là một cái thành công rất là lớn, và đấy cũng là một cái tình cảm cực kỳ lớn mà nhà đầu tư dành cho Hùng Lê. Đấy. Ở gách đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều anh chị cầm cái mã cổ phiếu này thì kháng cự của nó đang là 24 và hỗ trợ của nó đang là 23. Thì anh chị chúng ta sẽ quan sát thêm, và xu hướng thì gách cũng đang hòa chung với lại sóng của thị trường thôi. Nhịp này đang kỳ vọng gách đánh vượt thoát khoảng vùng giá, vượt thoát vùng giá 20 24 để đi về khoảng vùng 25 đến vùng 26. Cổ phiếu TV2 thời điểm hiện tại, TV2 đẹp quá, TV2 quá là khủng hoảng luôn. TV2 khuyến nghị anh chị em chúng ta từ cái vùng ở dưới này các anh chị này đó, và chúng ta nâng cái target của TV2 ở vùng 55. Sau đó thì TV2 chỉnh kỹ thuật này, chỉnh kỹ thuật rất là ổn để đưa về lại target vùng 255, 55 ở đây, xong nó vượt thoát vùng 55 thì hai cây như này là đẹp rồi. Xu hướng của TVA như thế này là sẽ kéo về khoảng vùng 6x. Các anh chị đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm mã cổ phiếu này. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành phân bón, bao gồm mã cổ phiếu BFC. BFC cũng đã chính thức khuyến nghị mua thêm cổ phiếu này cho những cái target ở khoảng vùng giá 19 đến vùng giá 20, bởi vì đến thời điểm hiện tại gần như BFC cũng đã vượt thoát hết tất cả mọi cái cái kháng cự đây, và ở khoảng vùng 18 năm các anh chị, 18 năm đã đưa target của BFC lên khoảng vùng 18 năm là ổn. Đạm Cà Mau, Đạm Cà Mau thì target ở đây vùng 14.5. Đạm Phú Mỹ, ba con đạm thì hiện tại như vậy thôi. Đạm Phú Mỹ thì đang chờ đợi ở khoảng vùng 20, xu hướng tích lũy đi ngang hơi hơi chậm, đang còn thời gian, chính vì vậy nên là sẽ phân tích thêm một cái mã cổ phiếu nữa. PLC đi, cơ bản thôi. PLC thì đang có những cái điểm tích lũy đi ngang ở đây ở quanh vùng 29 đến vùng 30 trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng lên khoảng vùng 32 đến vùng 34. KSB chính thức ở trong tuần là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu của chúng ta đặt ra ở đây là vùng giá 35 trên 35. Sau đó thì KSB sẽ có những cái điểm test cung tích lũy lại đẹp ở khoảng vùng 33.5, không gãy thì cái dư địa để KSB tiếp tục kéo lên vùng 4x là còn. Và các tài khoản đang cầm KSB chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng này để chúng ta có thêm cái định lượng tiếp theo ở trong tuần tới. Cổ phiếu DHC DHC thì đang xây ở 65 trên 65. Hà Tiên 1 chính thức cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta 19 trên 19, và sau đó thì Hà Tiên 1 xu hướng sẽ trả lấp lại cung cầu ở quanh vùng 18.5 đến vùng 18.6 trước khi mà hình thành nên một cái nhịp kéo tiếp theo ở đây. Cổ phiếu BCC hiện tại là đang nghỉ ngơi và tích lũy lại năng lượng, thì anh chị em đang cầm quan sát giúp vùng ở khoảng vùng 9.2. Đây là cái vùng hỗ trợ của BCC, vùng này sẽ quyết định cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu. Cổ phiếu HHS. HHS thì nó là siêu phẩm rồi, và chính những cái vùng giá ngày xưa khi mà chúng ta bị phân tích ở những cái điểm M ở vùng 3.65 đến 4.5, đó là những cái điểm mà trend trung hạn của cổ phiếu. Và thời điểm hiện tại thì HHS sẽ hướng về vùng giá 7. Cổ phiếu Ha cũng đã được khuyến nghị đầu tư ở trong team của Hùng Lê, và hiện tại thì các anh chị quan sát giúp vùng ở vùng 5.75 đến vùng 6. Đây là vùng hỗ trợ, cũng là cái vùng kháng cự, biên kháng cự. Nếu biên này vẫn được giữ thì cái cơ hội đánh tiếp là còn, chúng ta sẽ tiếp tục nắm. VTD, ok, VTD. Cái con VTD này là khuyến nghị đầu tư này, mua này, và đang kỳ vọng VTD ở target gần thôi, kỳ vọng lên hẳn vùng 20 cho nó máu. VTD thì nó đánh thì nó lên 20 là đương nhiên. Cổ phiếu FRT cũng chính thức là sắp hoàn thành cái vùng 34, hoàn thành cái vùng giá 34, và với dư địa hiện tại của FRT thì hoàn toàn có thể kéo lên đến khoảng vùng giá 35. Anh chị lưu ý những tài khoản đang cầm FRT cũng đang khá là tốt, khá là ok.
Hút nhiều anh chị cũng đang quan tâm đến em này, thì cũng nói rồi, Hút đang có những điểm trả cung về vùng 4.2, rũ hết nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi sẽ kéo tiếp. Hút thì đang kỳ vọng cầm dài. Pan ok, chiến đấu với cối xay gió và mục tiêu cái target ở đây là vùng 38, nó sẽ chỉnh lại khoảng vùng giá 31.5 đến vùng 32 không gãy thì chiến đấu tiếp. Fit ok, Fit cũng khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì không biết Fit nó sẽ kéo lên đâu, nhưng mà xu hướng là sẽ kéo về khoảng vùng giá 2x, rất khỏe luôn. BCG cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư ở trong team, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 16/16, và sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu này thì nó sẽ bước vào nhịp test cung ở đây. Cổ phiếu ASM đó, sau một cái nhịp mà nó bẻ gãy lại đây thì chúng ta sẽ không nên đua theo những nhịp đỏ như này, mà chúng ta tìm về lại vùng hỗ trợ 16. Từ vùng hỗ trợ 16 này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng bật về lại khoảng vùng 19.3 đó, và từ vùng này thì cái xu hướng nó lại đổ lại thôi đó. Thì khi mà chúng ta tiếp cận những cái nền tảng phân tích của team của chúng ta, chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì chúng ta sẽ có được những cái phản xạ như vậy. IDI đó, IDI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mà IDI bị đạp đổ lại thì chúng ta tìm ra được cái vùng hỗ trợ của nó ở đây ở vùng 7 đến vùng 7.2. Còn có phân tích nói rằng là từ vùng này thì cổ phiếu nó sẽ hồi phục lại kỹ thuật ở quanh vùng 8.5 đó, và phiên này thì IDI lại đổ lại rồi. Và cái câu chuyện là khi mà chúng ta biết được những cái vùng kháng cự của chúng ta phân tích thì chắc chắn là các anh chị sẽ không mua ở vùng này rồi, đúng không ạ? Tội gì mà mua ở vùng đấy, phân tích về cái vùng đấy rồi tại sao lại phải mua. LC cũng là một cái mẫu hình đánh dài, và trong cái target kỳ vọng ở vùng giá 10.3 ở đây thì nó đã đi qua trong phiên ngày hôm nay và nó đang lấp cáp trở lại, thì với cái tín hiệu này thì em này em sẽ phải kiểm tra lại đó, ở khoảng vùng 10.3 chính là cái vùng mà chúng ta đưa ra để trước khi mà hình thành nên cái nhịp ở đây khoảng vùng 11.5. LC Hùng khuyến nghị các anh chị cầm dài, đánh cả một năm. Cổ phiếu GMC xem nào. GMC thì đó, nó đang khá là ok, vùng hỗ trợ ở đây 18.5 và dự cho target ở vùng 20 đến vùng 20.5. TDC TDC cũng đang khá là tốt, sau những cái nhịp này thì nó sẽ test trả lại cung ở quanh vùng 16 trước khi mình thành một cái nhịp tăng tiếp ở đây. Nhiều anh chị cũng đang quan tâm đến mã cổ phiếu BMI, thì bản thân BMI cũng là một cái mã cổ phiếu nó đi hơi chậm nhưng mà đã có những phân tích rất là dài về em này, và cái target hiện tại đang là 32/32, và sau khi đạt được cái target này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cung ở vùng 32, thì các anh chị sẽ quan sát thêm. Cổ phiếu PAC là một cái mã cổ phiếu khuyến nghị đánh dài và thanh khoản nó thấp, chính vậy nên là chúng ta cũng túc tác thôi, và mục tiêu nó sẽ ở khoảng vùng 30. Cổ phiếu Phú Tài PTB là một cái mã cổ phiếu rất là cơ bản về nhóm ngành gỗ, và cái mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nói đến ở khoảng vùng giá target ở khoảng vùng 62 đến khoảng vùng giá 63 ở đây, 62 đến vùng 63 ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta phân tích thêm hai nhóm cổ phiếu ngành nước nữa, TDM. TDM ở trong cái vùng mục tiêu mà chúng ta có nói đến, đó là dự phóng ở khoảng vùng 29, và trong tuần thì TDM đang hơi đuối sức. Khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 27 thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 27 ở trong tuần tới. Cổ phiếu BVKE cũng là một mã cổ phiếu nước về rất hay. Trong một tuần thì cổ phiếu này gần như tích lũy đi ngang ở trong cái biên trên vùng 32 cộng và chưa vượt thoát được vùng 33.5, thì dự kiến là cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian trong một cái lực đi đánh lên từ vùng 32 lên khoảng vùng 36-37 đây. Rồi ok anh chị, chúng ta sẽ dành những cái phút còn lại của bản tin ngày hôm nay để nói về xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones Future đang tăng rất là đẹp trên cái vùng hỗ trợ 37, trên vùng 30.000 điểm. Cùng với đó thì thị trường chứng khoán châu Á cũng đã có một tuần đồng pha
tức là đồng loạt tăng điểm khi chỉ số Hang Seng, Seng 2 đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, Seng 2. Chỉ số Kospi Index cũng tăng rất là mạnh mẽ luôn, và chỉ số Nikkei 225 cũng như vậy. Như vậy là gì? Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong một cái biên tăng chung của thị trường chứng khoán toàn cầu. Chính vì vậy nên là trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cái lực tăng rất là tốt và rất là khủng hoảng luôn, đúng không ạ? Rất là tốt và rất là khủng hoảng luôn. Thì cái câu chuyện là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu và sẽ định lượng như thế nào trong tuần tới cho nó hợp lý. Thì dưới góc độ quan điểm của Hùng như sau, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng các cái nhóm trụ của chúng ta vẫn còn dư địa tăng, tức là thị trường sẽ tiếp tục kéo trụ. Cùng với đó, nhóm P dư địa sẽ tiếp tục tăng tiếp, và nhóm ngành banh và chứng khoán, nhóm chứng khoán thì có thể nó sẽ có một cái nhịp nghỉ ngơi ở phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba đầu phiên, nhưng nhóm banh thì cái dư địa để nhóm banh kéo tiếp vẫn đang còn rất là khỏe. Thế thì cái câu chuyện là sau một cái tuần mà thị trường chứng khoán của Việt Nam tăng rất là mạnh, tăng đến 60 điểm đối với chỉ số VN Index, thì cái quan điểm của Hùng là thị trường tuần tới thì thị trường của chúng ta sẽ dừng lại tích lũy nghỉ ngơi ở khoảng phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, trước khi mà có thể công về cái vùng 1.200 điểm. Sớm muộn cái vùng 1.200 điểm này thì ý đồ rồi, tức là nó thể hiện sẵn cái ý đồ tạo lập là sẽ tiếp tục đánh rồi đó. Còn cái câu chuyện là nó đánh 1-2 phiên để nó đạt được về cái câu chuyện ở vùng này hay là đánh chậm rãi thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Nhưng ở trên góc độ kỹ thuật thì thị trường của chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi thêm một tí, tức là VN Index sẽ có những cái nhịp test cung ở khoảng vùng 1.115 đến khoảng vùng 1.160 điểm, sẽ có những cái nhịp trả cung nhẹ nhàng lại ở đây. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng sẽ có một cái vùng nghỉ ngơi của em này ở khoảng, tức là cái vùng hỗ trợ ấy, nói nôm na tức là thị trường muốn đi tiếp thì cái vùng hỗ trợ này sẽ là cái vùng hỗ trợ cứng để giúp chúng ta phân tích nhận định trong phiên và trong tuần, ở vùng 1.120 điểm đến vùng 1.125 điểm. Và đối với chỉ số phái sinh, thì trong phiên này hôm nay tăng rất là mạnh, nhưng Hùng cũng đã tìm ra được một cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là khoảng vùng 1.145 điểm đến vùng 1.150 điểm. Và cái câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam nó nằm trong cái guồng quay chung của thị trường chứng khoán thế giới, và hiện tại thì tất cả những yếu tố vĩ mô, những yếu tố tác động từ bên ngoài thì đang rất là tốt, và nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng đang rất là tốt, không có, chưa đến thời điểm hiện tại là chưa có bất kể một cái vấn đề về mặt kỹ thuật, tức là nó từ chuyển pha, tức là hàng ngày thì Hùng thường có những cái đánh giá về trend kỹ thuật của thị trường, ở biểu đồ tâm lý giao dịch của nhà đầu tư, thì cái tâm lý đang là trend long hay là trend tích lũy đi ngang hay là trend short, thì tất cả những cái đánh giá đó sẽ được đánh giá thường nhật qua từng cái phiên giao dịch. Và với dư địa hiện tại của thị trường như vậy thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng tuần tới sẽ là một cái tuần giao dịch thị trường tiếp tục giao dịch khởi sắc trên cơ sở những điểm hỗ trợ mấu chốt của thị trường được giữ vững, thì cái kỳ vọng lên vùng 1.200 điểm của thị trường nó chỉ còn là thời gian mà thôi. Hôm nay Hùng làm bản tin sớm bởi vì phiên tối nay thì có việc và ngày mai thì cũng bận việc, vì vậy nên là sẽ làm bản tin sớm hơn. Và kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lê, tiếp tục đồng hành cùng với thị trường và tiếp tục đồng hành cùng với công ty chứng khoán VPS. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.